Xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin vào tối thứ sáu hàng tuần rất là quen thuộc trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và bản tin ngày hôm nay thì nó ở trong một cái ngày tương đối là đặc biệt, ngày Giáng sinh, và Hùng Lê xin được gửi lời chúc tới anh chị em cộng đồng nhà đầu tư trên khắp mọi miền của Tổ quốc và những anh chị em đang ở nước ngoài. Trong team của chúng ta thì có rất nhiều những anh chị em ở nước ngoài một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành và gặp nhiều may mắn. Và chúng ta chuẩn bị còn một tuần nữa thì chúng ta sẽ chuẩn bị chào đón một năm mới, năm 2022 với nhiều thành công hơn ở trong cuộc sống và đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư về chứng khoán. Thì chúng ta sẽ tiếp tục học tập, tích lũy kinh nghiệm và chúng ta sẽ có được một cái nền tảng về thể lực cũng như nền tảng về kiến thức tốt nhất để chúng ta có thể thích ứng với thị trường chứng khoán và cùng với team của ông Lê để chúng ta tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư ở trên thị trường một cách tối ưu nhất. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất đó là view lại kịch bản trong tuần vừa qua, kết hợp với phân tích nhận định một số cái xu hướng của thị trường trong tuần mới, thì phần đó sẽ gộp vào cuối bản tin. Và phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi phân tích các cái danh mục khá là cơ bản, thì những cái phần việc như vậy thì chúng ta đã rất là quen thuộc rồi. Và cũng không đợi lâu, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần chính của bản tin, đó là view các cái mã cổ phiếu cơ bản. Thì tuần này có thể có một số các cái nhóm ngành thì ông Lê sẽ không phân tích, để ông dành thời gian để chúng ta phân tích những cái mã ngành mà nó có xu hướng tốt nhất, tối ưu nhất đó. Thì phụ thuộc vào thời gian thì ông sẽ căn cái việc đó. Đối với VIX hiện tại nhìn chung thì trong những cái tuần vừa qua, đúng không, VIX liên tục hạ độ cao. Đầu tiên là hạ từ vùng 103, sau đó thì VIX tiếp tục hạ ở vùng 98.5, và vùng 98.5 thì trong tuần cũng chính thức bị phá vỡ. Thì nó lại đi về cái vùng hỗ trợ sâu hơn thôi, đó là vùng 94 đến vùng 95. Và trên góc độ kỹ thuật thì nhìn chung thì khả năng là VIX sang tuần tới sẽ có thêm cái sự tích lũy ở quanh cái nền này. Vinhome nhìn về mặt kỹ thuật đó thì ở cái vùng 86.7 này đã khuyến nghị anh chị em chốt bớt một phần, và chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là trong tuần vừa qua thì sau khi mà chạm về cái vùng kháng cự ở đây, đúng không ạ, cái vùng này chúng ta đã nói rồi, thì Vinhome cũng đã có một cây rơi tương đối mạnh. Trên góc độ kỹ thuật thì tuần tới ở vùng 82 đến khoảng vùng 82.5, Vinhome sẽ tích lũy trở lại và sẽ có đánh giá thêm. Cổ phiếu VRE ở vùng kháng cự 32 đây, đó, mút mát kháng cự thì nó cũng đang có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở lại đây, và sang tuần tới thì khả năng sẽ chỉnh lại ở quanh vùng 30.5 đến khoảng vùng 31 ở đây thì sẽ đánh giá thêm. Sapeco nhìn chung thì cũng không có nhiều các cái dư địa trong tuần vừa qua, chủ đạo nó vẫn đang là giảm giá và dự thì nó sẽ về vùng 145 tích lũy, thủng 145 thì xu hướng cao là sẽ rơi về vùng 140 đến khoảng 140.5. Vinamilk thì trên cái góc độ mà chúng ta tiếp cận đến cổ phiếu Vinamilk thì cũng có phân tích rồi, đó là kháng cự 92 ở đây, đúng không ạ, và hỗ trợ kỹ thuật thì hiện tại là Vinamilk lại đang về lại vùng 85.5 đến vùng 85.5, vùng 85 ở đây, và sâu hơn thì có thể tính toán ở biên 83 đến biên 84 ở đây, thì đấy là những cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Và rất có thể từ cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này thì Vinamilk sẽ có những điểm, đây các anh chị, điểm xây ngang kiểu như này. Đó, ở quanh biên 85 và chúng ta chờ đợi một cái lực đánh thoát ở đây, thì đấy là cái cơ hội có thể gom thêm. Và trong những cái thời điểm ngắn hạn thì Vinamilk đang ở trong một cái biên hẹp, thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta đã đánh ở trong cái biên từ khoảng vùng 84-85 đến khoảng vùng 90-92. Đó là kháng cự. GTN GTN cũng đã dự báo một nhịp hồi về khoảng 22, nhưng mà trong tuần này thì nó lên được khoảng vùng 21.85 thì nó đang bị đổ lại. Với tín hiệu này thì chắc chắn là tuần tới thì test lại vùng 20 và sâu hơn thì chúng ta phải tính toán ở vùng 19.3 đến khoảng vùng 19.7. JVC, nhóm ngành hàng không, đúng không ạ, đó thì dự báo là JVC đã lại quay về lại VJC nhầm VJC đây. Trong tuần thì chúng ta có dự báo về một cái điểm chỉnh khoảng quanh vùng 121.5, thì các anh chị nhìn thấy những cây nến doji xuyên thủng qua và
kết phiên thì nó vẫn nằm lại được ở trên cái vòng cầu này, tức là 125 đến khoảng vùng 126, 121.5 đến khoảng vùng 122. Nhìn về tiến độ của tín hiệu của VDC thì nó cũng đang có một lực hồi phục tương đối là ổn, và ngắn hạn thì các anh chị quan tâm đến kháng cự vùng 126. HVN đang có một cái dao động tắt dần, đó, dao động tắt dần đấy các anh chị. Và sau một cái dao động tắt dần đó thì nó sẽ đi, đó, nó sẽ đi ở trong một cái biên hẹp và có khả năng đến cuối con đường này. Tức là nó sẽ khoảng quanh biên 22, dự kiến là như vậy, hoặc sâu hơn thì khoảng biên 22 đến biên 23 ở đây. Và nó sẽ ở cuối con đường này thì nó sẽ có những cái tín hiệu tạo lập để giúp cho chúng ta nhận diện cái xu hướng. Ở nhìn chung thì các mã cổ phiếu của ngành hàng không vẫn đang rất khó khăn với dịch bệnh. ACV cũng như vậy, ACV thì có một cái điểm ở đây 79 đến vùng 80, và hiện tại thì ACV cũng đang đi ở trong một cái biên dao động tắt dần. Và khả năng biên dao động tắt dần đó thì nó sẽ nằm ở quanh vùng 79 đến khoảng vùng 80 các anh chị ở đây. Phân tích họ nhà Mansan gồm có cổ phiếu MSN. Thì đối với Mansan là một cái trụ mà tương đối là tốt, và theo như đánh giá của ông Lê thì nó gần như là một cái trụ tốt nhất ở trong những cái thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Tuần này thì Mansan đã đánh lên khoảng vùng 170, như vậy là cơ bản là tích cực rồi. Ở đây chúng ta có biên 166.5 đến 170 thì dự kiến là Mansan sẽ đi ngang và tích thêm cung cầu ở trong cái biên kỹ thuật này, và từ cái biên kỹ thuật này tuần tới thì lực cầu vẫn tiếp tục duy trì ổn định, và khả năng xu hướng trong nhịp này thì Mansan sẽ đánh về vùng 180 và xa hơn sẽ là 190, đang khá là ok. MSR đang đi khá là đúng với những cái ý đồ về mặt chúng ta phân tích, đó là nó sẽ đi trong một cái biên hình sin. Trên cơ sở kỹ thuật là nó không bị gãy cái biên ở đây là biên 25 đến biên 26, và kháng cự ở đây là vùng 3X. Tức là sau một cái giai đoạn nó đi ở trong biên này và nó xuất hiện một những cái lực cầu mà đánh vượt thoát lại vùng 3X thì đấy là những cái tín hiệu mà để xác nhận MSR tiếp tục đánh. Còn góc độ cổ phiếu này thì chúng ta nếu đánh là chúng ta phải gom dài, tức là gom ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và lên đến những vùng kháng cự thì các anh chị có thể canh chốt bớt. MML hiện tại thì cũng nhìn chung là những cái tuần giao dịch vừa qua chủ đạo nó cũng đang đi ngang và nó cũng đang đi ở một biên hình sin thôi. Ở góc độ kỹ thuật thì 75 không bị gãy thì cơ bản cái xu hướng về cái trang kỹ thuật của MML vẫn được xếp là ổn định. BVH ở trong tuần vừa qua dự chỉnh về khoảng quanh vùng biên kỹ thuật của nó ở đây là biên 56 đến khoảng biên 57, nhưng phiên ngày hôm qua thì nó có một cây nến rơi. Thì sau một cây nến rơi như thế này á thì thông thường là nó sẽ có thêm khoảng 2 phiên nữa, tức là phiên giao dịch của ngày thứ 2 và phiên ngày thứ 3 thì nó sẽ kiểm tra lại cái mút nến ở dưới này. Nhìn chung là như vậy, mà trong trường hợp mà mút nến này thủng thì xu hướng nó sẽ đi về khoảng vùng 53. Trang kỹ thuật thì Hùng đang dự báo là khoảng vùng 53 đến vùng 54 của BVH. MVWG cũng đang đi ở trong một cái biên hình sin tương đối là hẹp ở đây, và biên này thì có ở đỉnh của nó là 136.37, còn ở biên đáy là 131. Đó, các anh chị có thể nhìn thấy đây, nó đang đi sit ở trong cái biên hẹp với một lực cầu thấp như thế này. Đối với các cái vị thế mà chúng ta đang cầm thì chúng ta cầm thôi. Bởi vì sao? Bởi vì là cái góc độ ở đây đó là MVWG không gãy vùng 125, vùng 127, vùng 130. Đây là cái vùng mà chúng ta có thể cầm nắm lại. Còn đương nhiên nếu như thủng vùng 125 thì như vậy là chúng ta cần phải bán MVWG rồi. Đó là điều đương nhiên, chúng ta không phải bàn cãi. PNG trong tuần vừa qua thì dự chỉnh hai biên tích lũy ở 95 và sau đó thì có thể biên ở 93. Các anh chị nhìn thấy đây là trong tuần thì PNG cũng đang đi khá sát những cái biên mà chúng ta dự báo ở đây. Cạn cung cạn cầu như thế này thì cổ phiếu chủ đạo là xu hướng tích lũy. Thì góc độ kỹ thuật thì các anh chị có thể nhặt ở vùng 93, đúng không ạ? Và sâu hơn thì có thể tính toán ở vùng 90 đây, Hùng hỗ trợ nó 88 vùng 90. Đó, chứ chúng ta không đua xanh mà chúng ta sẽ canh những cái phiên chỉnh cung trở lại để chúng ta nhặt, thì đấy là những cái vị thế nhặt nó tối ưu nhất. Cơ điện lạnh G cũng đang đi rất là đúng với những cái dự báo về mặt xu hướng, đúng không ạ? Sau một cái dao động tắt dần và ở biên 66.5 đến vùng 68 đấy các anh chị, và trong tuần thì đến phiên giao dịch của ngày thứ 3 thì G bắt đầu phát đi một cái tín hiệu kỹ thuật. Và sau đó thì nó có những cái phiên test cung lại cực đẹp ở vùng 68.
Phiên kết tuần thì như thế này là đẹp, mặc dù là phiên ngày hôm nay nó không đóng cửa được ở vị thế cao nhất, nhưng cũng có cái cơ sở để chúng ta có thể kỳ vọng là J sẽ quay lại ở vùng 75 ở đây, 75 76 ở đây, cái nón ở đây thì bê cái nón này sang đây, tức là về đến cái vùng này thì chúng ta làm gì ạ? Chúng ta chốt, còn về đến những cái điểm kỹ thuật ở đây thì chúng ta có thể canh gom. Đó là cái cách mà chúng ta tiếp cận vấn đề. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nói sang nhóm ngành dầu khí. Các anh chị thì hiện tại là chúng ta phân tích khá là sát cái xu hướng của nhóm dầu. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã bám sát được cái tín hiệu kỹ thuật của WTI. Thì nhìn về WTI thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, hiện tại thì cũng không có bật cái dữ liệu update hiện tại, và chúng ta nói đến trong cái phiên kết phiên ngày hôm nay là khi đó khoảng tầm 10 phiên 5 giờ chiều, khoảng tầm 4 3 giờ chiều. Thì ông Lê ngừng làm việc thì nó đang có giao dịch, tức là nó đã test thành công cái nón này và nó quay lại, nó test ở đây, nó test lại 70 thành công, và hiện tại thì nó đang có một cái xu hướng gì đang đi lên ở đây. Thì đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật mà giúp cho chúng ta nhận diện nhóm P sẽ có những cái tín hiệu khởi sắc ở trong tuần giao dịch. Và bản thân thì trong các cái bản tin tuần đó, thì ông Lê luôn đánh giá những cái tín hiệu của nhóm 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 WTI, để từ đó chúng ta phân tích những cái dự dự báo về xu hướng của nhóm P. Thì trên góc độ kỹ thuật ở trong tuần giao dịch mới thì chúng ta sẽ tiếp tục P sẽ có những cái đóng góp cho thị trường, đúng không ạ các anh chị? Là chúng ta sẽ đi phân tích nhóm này. Hiện tại đối với gas ở trong 2 tuần giao dịch vừa qua thì gas cũng đang ném lại ở quanh vùng 95, nhìn chung là đi sít sát như thế này là đẹp. Thậm chí thì có thể nó quay lại về vùng 88 đến vùng 90.5, nhưng khả năng với tín hiệu hiện tại thì cũng lên đánh giá khoảng quanh vùng 94 95 thôi. Thì gas cũng là một cái nhân tố nó tạo lập về mặt điểm số rất là ok, và nó cũng lít dòng P khá là đẹp, và cũng sẽ có một cái kỳ vọng đối với nhóm gas, cổ phiếu gas ở đây. Đối với PLX trong tuần thì PLX cũng đã bị chỉnh, nói chung là nó chỉnh mất cái biên 53.8 đó, cái biên dự báo kỹ thuật ở đây, và khi nó mất ở biên hỗ trợ trên thì nó sẽ đi về cái biên hỗ trợ sâu hơn ở đây của PLX, đó là vùng 52.5 đến khoảng vùng 53 các anh chị đó. Thì trong tuần vừa qua thì PLX cũng đang đi tích lũy tương đối đẹp ở cung cầu, ở trong những cái điểm điểm vị thế đi ngang như này, thì các anh chị có thể gom hay gom, và chúng ta chờ đợi một cái phiên mà PLX đánh quay vượt thoát trở lại. Ở trên quan điểm kỹ thuật thì cái điểm cao ở trên này thì nó hơi cao, nhưng mà nói chung nó chỉ cần vượt cái vùng 54 ở đây thì chúng ta có thể gom thêm đối với PLX. Pet ở trong tuần thì Pet đã có những cái miếng đánh tương đối là đẹp, và trong bản tin kỹ thuật tuần thì chúng ta có dự báo Pet chỉnh về khoảng vùng 31.2 đến vùng 32. Một cây nến trong phiên giao dịch của ngày thứ hai, Pet đã chỉnh cung về đúng cái vùng chúng ta dự báo đây, và đến phiên giao dịch của ngày thứ ba thì Pet chính thức đè lại vùng 33. Đến phiên ngày thứ tư thì Pet chính thức đè lại vùng 35, và nhìn ở trên về mặt xu hướng tạo lập của Pet như thế này là tốt rồi. Tuần tới thì Pet sẽ có một cái biên ở khoảng 34.3 đến khoảng biên 35 tích lũy ổn định. Và lực cầu tiếp tục vượt thoát lại vùng 36 thì nó sẽ xác nhận xu hướng tiếp tục đánh của Pet, và các anh chị có thể canh gom thêm đối với mã cổ phiếu Pet. PVT thì đã chỉnh cung ở đây, và trong tuần thì nó đang chỉnh ở quanh vùng 23. Phiên ngày thứ 5 thì nó đã lấp lại cái nến giảm trước này tương đối là ổn. Tương đối là ổn. Với tín hiệu của PVT thì vẫn kỳ vọng ở trong nhịp này đánh về khoảng vùng 24.5, vùng 25. Đây các anh chị này, đó. Còn vượt thoát được cái vùng 24, 25 ở đây thì nó có thêm một cái target ở 26 ở đây. Thì ngắn hạn như vậy thôi. Chúng ta cũng chưa quá kỳ vọng đối với miếng đánh của PVT. Cổ phiếu PXS được Hùng phân tích và nhấn mạnh khá là kỹ về mặt ý đồ tạo lập, và trong tuần thì dự chỉnh ở khoảng vùng 9 đến vùng 9.2, đó là vùng gom 1, và sâu lắm thì ở biên dưới này. Và trên thực tế thì đây là ba cây nến để xác nhận rằng là PXS đang có những cái tín hiệu cung cầu kỹ thuật tương đối là đẹp. Đó, cung cầu tương đối đẹp. Phiên kết tuần thì PXS đã nằm lại được lên 10 cộng như này là cực kỳ ok. Sang tuần tới thì kỳ vọng nó test lại quanh 10 ổn định, thì đấy là những cái phiên mà chúng ta có thể canh gom thêm. Nhìn trên mặt ý đồ về mặt tạo lập thì đây các anh chị,
Đây là một trận đánh của Pekes, và cái trận đánh này thì Lê cũng đang mường tượng đó, đang mường tượng đây nó có một nhịp rũ này, và từ nhịp rũ này thì nó kéo thẳng luôn, thì cái đoạn rũ này không biết là đã hết chưa, nhưng Hùng đã phân tích rất là sâu cho các anh chị ở cái đoạn này, tức là khả năng nó chỉ rũ về đây thôi, vào đoạn rũ này ở về khoảng vùng 8.3 đến khoảng vùng 8.5 ở đây đó, thì đây là một cái ý đồ đó, đây là một cái ý đồ tạo lập, và hiện tại với tín hiệu kết tuần thì nó đang cho thấy rằng cái ý đồ này nó đang đúng với cái xu hướng mà chúng ta dự báo. PGS là một mã cổ phiếu rất hay về mặt đầu cơ, rất là tuyệt vời. Ngắn hạn thì chúng ta sẽ có vùng 11.2 và vùng 12. Khi mà cổ phiếu mà đi về vùng 11.2 lên được đến cái vùng này thì như vậy đó chính là một cái tín hiệu rất tuyệt vời của cổ phiếu rồi. PVS trong tuần thì PVS cũng đã chỉnh cung, và những điểm chỉnh cung khá là hợp lý ở đây rồi đúng không? Vùng 25.5. Nó đi lên, dự đi lên được khoảng vùng 20 mấy đấy các anh chị, và khoảng vùng 26, 27, 27. 27 thì nó đang có hai cây rụt lại đây. Rụt lại đây thì tuần tới sẽ có khoảng biên 26.3 đến khoảng biên 27 của PVS chỉnh cung ở đây. Lực cầu thì đánh chưa thực sự là thuyết phục đâu. Nói chung là cầu này thì chưa thuyết phục, nó sẽ phải cần thêm những cái phiên đánh khoảng tầm trên 15 đến 20 triệu cổ phiếu của PVS ở đây. Thì khi đó thì chúng ta mới có thể dự báo được cái xu hướng phục hồi về lại vùng 30, tức là trong cái nhịp cũ á, nếu như các anh chị có thể xem lại bản tin cùng Lê, tức là chúng ta đưa được cái target của PVS cao nhất hình như lên được dự báo ở vùng 32, nhưng mà lên được khoảng vùng 31 thì PVS đã chỉnh giảm ở đây. Cổ phiếu PVD đó, rồi PVD đây Hùng hỗ trợ kỹ thuật phân tích rồi, 26 26.5, nhịp có nhịp hồi này thì nó đang chạm về vùng 3x, đó là vùng kháng cự thì nó bị dội lại thôi, và biên tuần tới sẽ có khoảng 28 28.4, chúng ta có thể quan sát thêm ở PVD xu hướng ở đây. Cổ phiếu BSR, BSR hay rồi, rất là hay rồi, nhìn miếng đánh như thế này là cũng là ok, sau một cái giai đoạn nó chỉnh này, nó lên này đó, thì nó dội vào cái thành kháng cự 22.5, xong rồi nó chỉnh cung lại, và trong cái nhịp chỉnh cung đó thì có rà lại vùng 21.5 đến vùng 21.2 đến vùng 21.5, cái này là đã có phân tích rất là kỹ và chi tiết tỉ mỉ rồi. Tuần này tín hiệu nó đánh break lên được vùng 22.5 và nó đang có một cây doji ở đây, thì các anh chị hiểu cái Hùng đã nói rất nhiều lần là mô hình nấm, thì sau điểm break thì nó sẽ có điểm kéo lên, và sau điểm kéo lên đó thì nó sẽ quay lại test mút ở bên này đó. Vậy thì đối với PVS ở đây nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy, nó chưa chạy được đâu à, BSR thì sang tuần tới cái điểm test mút sâu nhất của nó có thể quay lại về vùng 22.5, còn nếu mà test khỏe thì sẽ trên 228 đến khoảng vùng 23 đó, thì đây là biên test kỹ thuật của nó để chúng ta có thêm những phân tích và đánh giá về mặt xu hướng. Còn nhìn về ý đồ tạo lập thì nhịp này hoàn toàn có thể kỳ vọng BSR lên khoảng vùng 24 đến khoảng vùng 25 các anh chị. POVK thì trong tuần vừa qua POVK cũng đã có một cái lực tăng tốt, và nó đã hoàn thành target vùng 18.5 và đang hướng về vùng giá mục tiêu 20.5, thì nó đã bị hai cây chốt tương đối là mạnh và nó chỉ đạt được 19.5, tức là cách khoảng 0.5 nữa thì nó sẽ hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 20 ở đây. POVK bị hai phiên ép tương đối là mạnh, và phiên ngày hôm nay thì ép sàn với một lực bán cũng trên 68 triệu cổ phiếu, như vậy là một lực bán tương đối mạnh được anh chị. Và với lực bán như thế này, bán mạnh như thế này thì tuần tới khả năng vùng 17 sẽ khó trụ lại, và nó sẽ quay lại biên ở đây, nó biên 15.7 đến khoảng biên 16 đối với POVK. Oi phiên ngày hôm nay thì Oi cũng đã đạt lại cái vùng ở đây, vùng kháng cự 17.5, và kết phiên thì nó không giữ lại được ở cái vùng giá cao nhất. Nhưng trên góc độ kỹ thuật thì Oi vẫn còn cơ hội, tức là cái vùng 17.5 đến vùng 18 ở đây thì các anh chị có thể chốt bớt hàng, và Oi về những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn thì chúng ta lại có thể canh gom lại. Đấy, cái cách tiếp cận vấn đề là như vậy. Cái vùng kháng cự 18 của Oi ở đây tương đối là mạnh. Rồi, mã cổ phiếu PVP thì nhìn về cách đi của PVP thì chúng ta sẽ nhìn xa xa hơn đây một tí. Tức là cách đi của nó là sau những cái nhịp kéo lên thì nó sẽ xả và nó chạm cái kênh hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây, thì nó lại có một cái nhịp đi lên, và đối với PVP thì nó đi theo một cái cách là nó túc tắc nó đi.
Thì ở đây chúng ta cũng đã dò tìm lại được cái vùng hỗ trợ 17.5 đến vùng 18. Nó đã hồi lên vùng 20 xong nó lại đạp lại. Trong tuần thì dự dự ở quanh khoảng vùng 18.5 nếu Hùng nhớ không nhầm là như vậy. Nhưng trên thực tế thì nó đã có những phiên kéo về xuống 18.5 và phiên kết tuần thì nó đúng 18.5. Thì đấy là những cái điểm mà tất nhiên là nó không thể chính xác tuyệt đối được các anh chị. Thì với tín hiệu cung cầu như hiện tại như này thì ở quanh vùng 18 thì khả năng PVP sẽ tích lũy thêm và nó sẽ đi những cái biên gọi là long lên sọt xuống như vậy, và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích những cái điểm điểm hành trình tiếp theo, đúng không ạ? PVC ngày hôm nay thì hơi tiếc một tí, nó đóng không được ở một cái cự ly tốt nhất, đó là trên 17 cộng, đúng không? Cuối phiên thì nó không không đóng được cái điểm cao nhất ở đây. Nhưng nhìn về ý đồ về mặt tạo lập thì trong tuần cũ cũng có phân tích rồi, vùng 14.3 đến khoảng vùng 14.5 ở đây, vùng 14 thì trong tuần nó có một cây thôi, một cây nó đạp về 14, sau đó thì nó lại rút lên, nó rút chân lên, và những cây tiếp theo thì nó chỉ test ở trong cái biên hỗ trợ này thôi. Lực cầu đang tương đối ổn định, duy trì khoảng tầm trên 2,5 triệu một phiên, đấy là tín hiệu tích cực. Và target ngắn kỳ vọng thì sẽ ở khoảng vùng 18, break vùng 18 thì khi đó chúng ta sẽ nói thêm về xu hướng của PVC. Rồi, bây giờ thì cũng sẽ đi phân tích đến một cái nhóm ngành tiếp theo, hai cái nhóm ngành tiếp theo nó cũng khá tương đối là quan trọng, đó là nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán. Thì anh chị em chúng ta cũng biết rồi, trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì thị trường đã đạp sọt tương đối là mạnh, và những cái nhóm nào đã gây nên cái câu chuyện đạp sọt mạnh như vậy thì đó chính là banh chứng khoán trụ. Thì ngày hôm nay thì tạo lập lại tiếp tục kéo lại cái nhóm này. Như vậy thì nếu nhìn ở trên một cái góc độ kỹ thuật thì nhóm banh và nhóm chứng khoán sang tuần tới, tức là phiên giao dịch của ngày thứ hai và phiên giao dịch của ngày thứ ba, khả năng thì ngay từ đầu tuần thôi thì hai nhóm này sẽ chỉnh cung, và ở góc độ tiếp cận ở tuần này thì cũng sẽ phân tích ở những cái điểm dự báo về mặt kỹ thuật của hai nhóm này sẽ chỉnh cung về đâu. Rồi đó, Vietcombank đây ngày hôm nay thì gần như là tạo lập cũng đã sử dụng Vietcombank để kéo, và chúng ta thấy rằng là kéo long rất là mạnh. Phần cuối bản tin thì chúng ta sẽ phân tích thêm chi tiết thêm cái phần phái sinh và VN30. Thì trên góc độ tạo lập như thế này thì Vietcombank nó cũng sẽ chưa thể chạy ngay được đâu, nó sẽ có những cái điểm chỉnh giảm lại kỹ thuật ở quanh vùng 77 đến khoảng vùng 78 ở đây. Đấy, Vietcombank là tuần vừa qua cũng chia. BIDV chia đó, những cái trend kỹ thuật của chúng ta vẽ ở trên này thì bây giờ nó tụt hõm xuống như này rồi, và chúng ta sẽ lần mò lại cái tín hiệu kỹ thuật sau chia. Thì sau chia thì chúng ta sẽ lấy vùng 36 ở đây làm vùng kháng cự của nó, biên kỹ thuật hỗ trợ vùng 33 đến khoảng vùng 34. Phiên ngày hôm nay thì BIDV có hồi, tuy nhiên những cái lực hồi này các anh chị lưu ý này, chúng ta sẽ canh hồi để chúng ta chốt thôi. Và đối với dòng tiền đánh của nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán, đối của nhóm banh trước đi, tí nữa nói đến chứng khoán, nhóm banh thì nó chưa thực sự là ổn định nên cái khả năng đi dài đi xa của nhóm banh hiện tại cũng chưa có, và chỉ có đánh giá ở trong những cái biên hình chin rất là hẹp như thế này thôi. Có hồi thì nó sẽ hồi về là khoảng vùng 35 đến khoảng vùng 36, đấy là vùng kháng cự. ACB trong tuần thì dự tích lũy ở quanh vùng 33, những vùng này không tích lũy lại được, nhưng kết tuần nó lại về lại 33, trong tuần thì nó lại có những cái điểm thủng. Thì nhìn xa xa hơn một tí, ACB có vùng 32 đến vùng 32.5 ở đây, là đây hỗ trợ ở đây, nó hồi lên thì như vậy nhìn lực hồi này không đủ lớn thì nó lại quay đạp lại đây đó. Thì sau một cái lực đạp này thì theo như dự báo về cá nhân, quan điểm cá nhân là banh nó sẽ hồi đó, nó trả cung, nó test lại cung đây và nó hồi, và những cái lực hồi này thì chúng ta lại ke lại những vùng kháng cự gần đó, đây thì vùng kháng cự gần của nó đây đó, kháng cự gần của nó đây. Đó, ví dụ quanh khoảng vùng 33.5 đến khoảng vùng 34. Đó, đấy là vùng kháng cự gần của ACB. Công thương, nhìn về công thương thì đánh giá vẫn đang tương đối là ok, vùng 31.5 đến 32 vẫn ổn định. Phiên này có đánh lên thì phiên tuần tới dự sẽ có thể test lại ở quanh vùng 32.5. Ổn định thì lại kéo lên đây. Đó, đây cũng là một cái nhịp kéo banh, có khoảng 3 cây kéo banh. Đấy, đây là một cây, cho là đây một cây đi, đây một cây nữa, hai cây, tức là khoảng phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba nữa thôi, tức là cái tọa độ nó kéo lên thì hoàn toàn tương tự như vậy, chúng ta sẽ ke những cái vùng kháng cự gần, đó là khoảng vùng giá 34 đến khoảng vùng 35 của công thương đó. Đấy là những cái vùng mà chúng ta lưu tâm để chúng ta
có hàng thì chúng ta nếu như làng chốt là mình chốt theo. Rồi MBB thì nhìn chung là trong tuần MBB đã chọc thủng vùng 27.5 và đi về lại cái vùng hỗ trợ sâu, đây là vùng 27 đây, đã vẽ rồi. Phiên kết tuần thì nó có lấp lại, lực lấp này thì nhìn lấp thế này thì cũng lấp 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 kiểu nửa vời, chưa ổn, lực cầu như thế này thì lấp chưa ổn rồi. Thì sang tuần tới nhìn trên góc độ kỹ thuật thì MBB có thể sẽ quay trở lại ở khoảng vùng 27.5 để kiểm tra lại cung cầu. HD Bank trong tuần thì chính thức là có một điểm bẻ gãy của HD Bank ở vùng 29 ở đây, và cái điểm bẻ gãy này thì đã làm cho HD Bank có hai cây rơi rất mạnh và rơi về vùng 26.5. Phiên kết tuần có hồi nhưng trên góc độ kỹ thuật thì tuần tới sẽ kiểm tra lại quanh vùng 28. Quanh vùng 28 ở đây, và cái cách mà tiếp cận đến nhóm banh ở sang tuần tới như này đó, sau đó rồi nếu có kéo thì nó sẽ kéo tiếp một hai cây ở bên này nữa, nhưng chắc chắn nó sẽ có một cái lực trả cung quay trở lại sau phiên giao dịch của ngày hôm nay. Đi banh MBB chúng ta sẽ phân tích Techcombank, TCB. Techcom thì bây giờ nó cũng đang rơi về gần như là bết bát cái điểm hỗ trợ cuối cùng ở đây rồi các anh chị, 48. Thì ở nhịp này nó cũng cứu thua bằng một cái cây doji rút chân lên, chúng ta có thể tạm gọi gọi đây là cây doji. Sau đó những cái nhịp này thì nó cũng vớt vát được, và nhịp này thì sao, thì nhịp này thì cũng đang có một cái tín hiệu kỹ thuật ở đây. Như vậy thì có thể sang sang những phiên giao dịch tuần tới, phiên giao dịch ngày thứ hai thì xu hướng nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy, nó trả lại vùng 48 đến khoảng vùng 48.5 ở đây đó, ổn định rồi đánh giá thêm. Và ở trên góc độ kỹ thuật thì các anh chị cứ nhớ rằng là banh hồi thì chúng ta bán, hoặc là nếu như chúng ta mà chúng ta gọi là đảo hàng chém cá tiến thớt, chúng ta bắt được vùng giá thấp thì nó cứ hồi hồi lại đây này, nó về vùng lại đây, nó có khi về lại 50 lại bị đạp đạp sọt quay trở lại đó, là kiểu như này chúng ta lưu ý. TP Bank là chia nhá các anh chị, chia nên là cái chart kỹ thuật nó đã rơi lại về dưới này. Rơi lại về dưới này thì chúng ta sẽ vẽ lại ở đây vùng kháng cự là vùng 40, hỗ trợ trong cái điểm ngày xưa ấy là 32 đến 32.2. Sau cái điểm này thì gọi là chúng ta phân tích một cái gọi là mở trend kỹ thuật ở trên này đúng không ạ? Đó. Thì kiểu nôm na nó là như vậy. Bởi vì nó chia lại nên là cái giá nó bị rơi lại khác với cái bản tin tuần cũ. Thì chúng ta vẽ lại đây rồi, và ngắn hạn ở đây thì có 35.3 đến khoảng vùng 36. Phiên này nó lấp lại thì phiên thứ hai tuần tới sẽ kiểm tra lại ở quanh vùng 38. Ở vùng này thì sẽ có những cái phân tích và đánh giá thêm. STB trong tuần dự chỉnh, STB dự chỉnh, và gần như thì STB cũng đã có những điểm chỉnh tương đối là sâu, tức là nó chạm lại những cái mút nến ở đây này, mút nến này và đây, tờ chỉnh lại về vùng 27. Phiên ngày hôm nay có kéo nhưng 1 2 3 đó, nhìn chung nếu như tuần tới nó có thể trả lại một tí. Đây các anh chị này, nó trả này. Cái mút nến này nó trả lại một phần của cây nến xanh ở đó. Thì nếu như STB khỏe thì nó sẽ test lại đây này, trên cái biên trên này này, biên trên này của nó là bao nhiêu đây? 28. Đó. Rồi nó kéo thêm một hai phiên nữa thì lại về đây rồi, kháng cự nó này. Đó, thì banh các anh chị cứ ke lại những cái vùng kháng cự gần cho Hùng lên. Vùng 29 lại là vùng kháng cự gần ở đây. Nếu như làng mà chốt thì chúng ta lại đành phải chốt lại thôi. Đó. Chưa có một cái tín hiệu nào để xác nhận rằng là banh sẽ đánh dài được. Nó chỉ là đây, nó chỉ có 3 cây long, 3 cây, đây cũng được 3 cây rồi xìu. SHB cũng hoàn toàn tương tự như vậy. SHB là trong tuần thì nó đã chỉnh về, nói chung là về đến vùng 20.3, cũng là gọi là ngưỡng của cái sự nguy hiểm, và phiên ngày hôm nay thì rất may đó là cái ngưỡng đó nó vẫn tiếp tục được giữ lại. 18.8 thì nói chung là thủng 18.8 thì coi như hết sóng luôn, nghỉ chơi luôn đối với SHB đấy, thì nó cũng sẽ như vậy thôi, hoàn toàn tương tự, có thể kéo trả lại vùng 20.8 đến khoảng vùng 21 trong phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới. Liên Việt Postbank, nhìn về mặt tạo lập ở đây thì chúng ta nhìn thấy một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây rồi, 20 đến 20.5 đã phân tích rồi. Đây này, một điểm nó chạm này, một điểm nó chạm, một điểm nó chạm, và tuần này thì cũng chạm về đến vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây và có một cây long. Đó, ta xem nào, cây long này long lên trả cung một tí tẹo rồi long được 3 cây nữa.
Thì cái cây long này nó cũng trả cung, thì cái điểm trả cung kỹ thuật dự kiến là khoảng vùng 21 đến khoảng vùng 21.4. Đó, ở trong cái biên này tích lũy ổn định, rồi dự kéo thêm được một vài cây. Thì cái điểm kéo này thì đó chúng ta đây này soi sang đây thôi. Đó. Nôm na là như vậy thôi. Thì xem ở vùng 23, 22.5 đến khoảng vùng 23. Đấy, dự là như vậy. Tiếp cận đến BBB thì cũng có nói rồi, đó là tiếp cận đến BBB trong một cái giai đoạn hiện tại, đó là một cái giai đoạn mà chúng ta gom dài. Và sau khi Hùng lên bản tin đó, thì có một bạn nào có comment bảo là làm gì có hai giá 20 21.5 mà gom, đúng không ạ? Có ở trên dòng thời gian, các anh chị có thể xem lại đây. Thì cái câu chuyện ấy là trong trên bản tin này này, trên bản tin này là có bạn comment như vậy. Vậy thì câu chuyện Hùng quay lại đây một tí. Tức là những cái góc nhìn kỹ thuật cùng á thì nó là góc nhìn kỹ thuật tuần, và đấy là những ý kiến cá nhân, thì các anh chị có thể chúng ta có thể nghe xong rồi chúng ta có thể suy luận, hoặc chúng ta có thể phản biện, hoặc chúng ta có thể làm gì. Nhưng cái diễn đàn của chúng ta trên này không phải là diễn đàn để chúng ta tranh luận về mặt quan điểm đó. Anh chị cảm thấy ok, chúng ta nói như vậy đúng trúng đủ thì chúng ta nghe, còn nếu mà chưa đúng trúng đủ thì chúng ta có thể ông Hùng ông nói như này, thì chúng ta sẽ phải chắt lọc lại là ông nói như vậy nhưng sẽ gạch đầu dòng ABC chỉ Z đó. Như vậy thì cái tinh thần xây dựng như vậy thì chúng ta mới làm việc được, chứ còn nếu mà với một cái tinh thần gọi là chỉ trích nhau, hoặc là cái tinh thần gọi là như thế nào nhỉ, không happy hoặc thế nào thế kia đó, thì nó sẽ rất là khó làm việc các anh chị. Thì thông thường có phân tích rồi, có đề cập khá là nhiều đó, thì sau một cái biên mà cổ phiếu nó lên á, nó bứt từ nền lên này, thì thông thông thường nó có một cái cầu vồng ở đây, hay là gọi là mô hình nấm, thì nó sẽ quay lại, nó test cái mút mút ở đây đó, thường là như vậy, thông thường là như vậy. Rất rất nhiều các mã cổ phiếu Hùng Lê thấy nó đều vận động theo một cái mô típ như vậy, và cái điểm test mút ở đây chính là cái biên trên, nếu như nó có test khỏe thì nó biên trên của cái biên hỗ trợ, tức là vùng 21.5 đến vùng 22, thì khả năng là vẫn có những cái điểm như vậy đó. Và trong tuần này thì không những là không không phải là vùng 21.5 mà thậm chí là BBB còn đạp đến tận về vùng 21 đó đó, nó trả cung và nó phụ thuộc vào cung cầu thị trường như vậy. Thì đấy là những cái góc để chúng ta tiếp cận BBB, là tiếp cận ở trong góc độ dài. Góc độ dài thì chúng ta phải làm gì? Ví dụ như chúng ta có 100 triệu, chúng ta phải mua thành 10 điểm, 20 điểm. Mỗi điểm chúng ta chỉ vào 5 triệu hoặc là chúng ta vào 10 triệu. Để làm sao? Để chúng ta vừa vào vừa bắt vừa thăm dò cái xu hướng của cổ phiếu đó. Chứ nếu mà chúng ta hút một phát ở trên này là thôi hỏng rồi. Về đến đây là lỗ, là chóng mặt, là có khi lại cắt lỗ ở đây. Đó, cắt lỗ xong thì nó lại tăng. Đó, vậy thì chúng ta tiếp cận dài là cái cách tiếp cận là như vậy. Chúng ta từ từ rồi chúng ta sẽ lần mò thêm các cái điểm mua ở phía đằng sau này. Đó, thì đối với BVB ở trong tuần tới thì chúng ta vẫn tiếp tục đánh giá vùng 21.5 đến khoảng vùng 22 ở đây. Lực cầu đang khá là thấp nên là BVB nó cũng sẽ chưa kéo được kiểu mấy cây như thế này đâu, và phải chờ thêm một cái cây nào đó nó đánh khoảng tầm trên 10 triệu cổ phiếu thì lúc đó mới kỳ vọng một cái cách đánh như này. Đó, còn trong giai đoạn hiện tại thì nó vẫn đang ở nằm ở góc độ là tích lũy thêm. Cổ phiếu MSB ngân hàng hàng hải thì nhìn chung trang kỹ thuật của MSB đang tương đối là ổn, và tuần này thì nó chạm vào vùng kháng cự 27 đây, thì nhìn chung là vùng 27 đến khoảng vùng 28 đó, cái nấm ở đây này đúng không ạ, thì chúng ta mang cái nấm sang đây này để chúng ta biết là gì, cái vùng này vùng kháng cự rồi, chúng ta không nên mua nữa, có hàng thì chúng ta canh chốt. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành chứng khoán, đúng không anh chị? Đúng đấy. HD Bank, chúng ta còn thiếu một cổ phiếu HD Bank nữa đúng không? Như HD Bank mình chưa phân tích. HD Bank có phân tích rồi. Tuần tới ở quanh vùng 28 đúng không? Đúng không? Chỉnh cung lại đây. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành chứng khoán, thì đến thời điểm hiện tại nhóm ngành chứng khoán cũng đang nằm ở một cái góc độ test lại cung kỹ thuật, test lại cung kỹ thuật. Và nó test như nào thì chúng ta sẽ view ở sau đây, gần như là như vậy. Thì đối với VCI ở đây đúng không, vùng 69.5 đến vùng 71.5, đó là cái vùng biên mà mình đã có phân tích ở đây rồi. Thì lần thứ nhất ở đây nó tích lũy thành công để nó lên công lại vùng 80, lần thứ hai nó tích lũy thành công để nó công lên vùng 75, và lần thứ ba thì như thế nào thì chúng ta sẽ phân tích đánh giá thêm. Trong trường hợp nếu như anh chị em đang cầm VCI chú ý,
bị đánh thủng vùng 69.5 và sau đó có một cây nến xác nhận, thì đấy là tín hiệu mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải bán VCI ra. HTM giữ hồi lên vùng 48 và trong tuần thì cũng đã suýt soát đi được lên đến vùng 48 rồi, lên được vùng 47.8 và sau đó thì nó cũng đã chỉnh. Và những cái nhịp chỉnh này đầu tiên thì bao giờ nó cũng như vậy, nó sẽ chỉnh về 43.5 đó, và thủng vùng 43.5 thì nó mới đi về vùng 42. Kết tuần thì nó đang nằm lại được ở vùng trên 43.5 cộng. Nhìn về tín hiệu thì cũng chưa ổn đâu các anh chị, quanh biên 42 đến biên 43. Tuần tới thì HTM sẽ có những cái nhịp và test trả lại cung. Đối với SSI, rõ ràng đây rồi, vùng 54 là kháng cự, vùng 55, 56 và đây là những cái vùng kháng cự, thì trong tuần đã chạm lại vùng kháng cự. Chạm kháng cự làm gì thì chúng ta sẽ tự hiểu rồi đúng không? Chỉnh cung 47 đến vùng 50 vẫn đang giữ được, và điểm test cung lại ở quanh vùng 48.5. Nhìn chung ở trong tuần tới thì khả năng là sẽ đi ngang ở quanh vùng 48.5 trước khi mà phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Lưu ý nếu bị thủng 47 thì đấy là một tín hiệu rất xấu đối với mã cổ phiếu SSI. Ở VND hiện tại thì nhìn chung vẫn đang tương đối là đẹp, hai cái nón ở đây và vùng kháng cự của nó thì trong tuần đã đạp thủng vùng 83, nhưng sau đó thì nó quay lại, nó test lại cung cầu ngay. Thì tuần tới ở vùng 76.5 và sâu hơn thì có thể xác nhận ở đây, đó là vùng 71.5 đến khoảng vùng 73.5. Đây là các cái biên hỗ trợ về mặt kỹ thuật, và chừng nào nó vẫn đang giữ được ở trên này thì các anh chị có thể cầm. Còn nếu như nó bị phá vỡ ở vùng 71.5 ở đây thì chúng ta 71.5 ở đây thì chúng ta có thể canh bán ra. Đối với SHS, trong tuần đã có những cái lực hồi và đây nó đã hồi về lại vùng 52 cộng, đây là vùng kháng cự của SHS đây các anh chị đó, thì nó đã không giữ lại được. Nói chung là về kháng cự làng chốt thì mình phải chốt theo thôi. Trong tuần thì SHS tiếp tục chạm lại vùng 45 đến 46.5, có hồi phục nhưng nói chung lực hồi phục này không thuyết phục đâu. Và với tín hiệu này thì chắc chắn là tuần tới thì khả năng cái mức độ lình xình ở quanh vùng 45-46.5 là cao. Còn cái việc là có nó chỉnh cung về đến quanh 45 hay không thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. Đối với MBS, trong tuần thì cũng đã hồi và nó đã hồi về lại đây kháng cự ngắn ngắn này, không vượt thoát được. Và đây là những cái lực chốt của MBS, và trong tuần thì chính thức là MBS cũng đã bị chốt gãy vùng 38. Vùng hỗ trợ 38 bị gãy thì nó sẽ đi về đây, vùng 36 đến khoảng vùng 37 sẽ hồi phục quay trở lại. Xu hướng thì tuần tới thì nó cũng sẽ đi lình xình ở quanh cái vùng này thôi, chưa có nhiều yếu tố đột biến. CTS thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, biên 37.5 đến khoảng biên 37.5 đến khoảng biên 38.5 dự kiến sẽ là những cái biên kỹ thuật ở đây mà CTS sẽ dự tích lũy và chỉnh cung chỉnh nền ở đây. Đối với BVS cũng như vậy, trong tuần vừa qua thì BVS đã bị thủng vùng 38, nhìn lực hồi phục này cũng không thuyết phục, lực cầu đang tương đối khá là thấp. Thì trong tuần tới khả năng sẽ đi ở quanh vùng biên 36 và hỗ trợ sâu hơn thì nó ở khoảng đây 35 đến khoảng vùng 35.5. AAS cũng đã có một cái lực hồi. Đối với AAS thì đây chúng ta sẽ nhìn đây, đó là vùng 23 đến 24.5 hỗ trợ. Trên góc độ kỹ thuật thì AAS có thể quay về hồi mắc lại ở khoảng vùng 31.5 ở đây, thì anh chị em có thể canh chốt. Trong trường hợp nếu chốt thủng vùng 28 với lực chốt mạnh thì chúng ta cũng nên ra hàng. Ở thời điểm hiện tại thì để đánh giá cái dư địa mà đi tiếp của AS thì cũng chưa có. Nói chung là chỉ có một cái lực hồi phục về đến cái vùng, về lại cái vùng kháng cự bên này thôi. Phân tích hết những con S.
Đây, ORS thì trong tuần vừa qua nó tương đối là xấu các anh chị. Đấy, nó bị mất vùng 26 ở đây rồi. Và sau khi mất biên 26 và nó đã bị đạp một cây tương đối là mạnh, cây kết tuần nó có hồi, tuy nhiên lực hồi này thì sẽ cần đánh giá thêm. Sẽ cần đánh giá thêm ở trên góc độ ở biên 23.5 đến biên 24 ở trong tuần giao dịch mới. Ở trong trường hợp nếu như nó vẫn giữ được vùng 23 thì cơ bản là ổn, nhưng nếu mà nó bị phá vỡ vùng 23 với một lực đạp mạnh thì đây là một tín hiệu xấu của ORS và chúng ta tạm thời là chúng ta phải thoái thôi, chúng ta không còn cách nào khác. SBS ở đây thì vẫn đang còn tạm ổn khi có biên 16 đến biên 16.5 và biên này vẫn chưa bị phá vỡ. Trong các cái lực ở tuần trước thì nó cũng có hồi và đây là một cây nấm ở đây thì nó trong tuần giao dịch cũ đây, đây nó đi lên và nó hồi lại và nó quay lại nó test thì điểm này thì nó chính thức là nó đã quay lại test lại cái nền này. Các tài khoản mà đang cầm thì anh chị cũng có thể cầm thêm, trong trường hợp nếu như không thủng 16 thì có thể cầm thêm, và nếu thủng 16 thì đấy cũng là một tín hiệu cung cầu tương đối là xấu và chúng ta cũng phải gọi là dừng hình đối với mã cổ phiếu ORS. Mã cổ phiếu FTS trong tuần thì cũng chính thức là bị xấu sau khi mà FTS bị rơi khỏi vùng 58 là xấu rồi. Và trên góc độ kỹ thuật thì nó có hồi nhưng mà hồi này nó cũng chưa thuyết phục đâu. Với hai lực chốt tương đối là mạnh ở đây thì FTS tuần tới nó sẽ quay lại vùng 51.3 và chúng ta sẽ lưu ý đến vùng 51.3 ở đây. Trong trường hợp nếu như bị thủng vùng 50 với lực đạp mạnh ở đây thì nó cũng là một cái tín hiệu gần như kết thúc của FTS và chúng ta cũng phải cần phải chủ động để chúng ta ra hàng. Chúng ta không thể níu kéo nó lại được ở đây nữa đâu. Cổ phiếu VX có hồi, đấy có hồi, dự báo có hồi nhưng mà hồi không được bao nhiêu và nó cũng bị đạp chung với cả thị trường. Trong tuần tới các anh chị lưu tâm giúp vùng 28.5 đến vùng 30. Đây là cái vùng biên tích lũy cuối cùng của VX trong trường hợp nếu có một cây nến đỏ đặc dài mà nó đè thủng gãy vùng 28 và sau đó 28.5. Và sau đó nó có thêm một cái tín hiệu xác nhận nó không lấy lại được vùng 28.5 cộng ở đây thì đấy cũng là một cái tín hiệu mà chúng ta đáng phải lưu tâm. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích thêm một số các cái mã cổ phiếu của các nhóm ngành cơ bản khác. Sẽ phân tích nhóm thép tiếp theo và sau nhóm thép thì chúng ta mới bắt đầu đi phân tích sang nhóm xây lắp. Thì khi nói đến nhóm thép thì cũng có nói rồi, đó là chúng ta phải tiếp cận nhóm thép ở trên những cái góc độ kỹ thuật đó rất là chậm rãi này, từ từ này, và chúng ta vừa tiếp cận vừa thăm dò cái xu hướng của cổ phiếu, đúng không anh chị? Chứ nếu mà nhóm thép ở trong thời điểm hiện tại mà chúng ta vội vàng thì chúng ta sẽ gặp thất thủ ngay. HPG thì đúng như dự báo thì HPG đã chính thức là quay lại test ở vùng 46 đến vùng 46.5 ở đây. Thậm chí là trong tuần thì HPG đã test tận vùng 44. Thì trên góc độ kỹ thuật là vùng 44 đến khoảng vùng 45 ở đây, nó là biên hỗ trợ kỹ thuật cuối cùng của Hòa Phát. Nó chưa chạy ngay được đâu. Đây là một cây xanh lên thì nó sẽ quay lại và biên 44 đến biên 45 thì anh chị em chúng ta sẽ quan sát thêm. Trong trường hợp nếu như mà biên 44 bị đè gãy ở đây thì đấy là một cái tín hiệu mà thực sự là không mong muốn các anh chị, không mong muốn một cái bản này đâu. Và cũng đang kỳ vọng một cái cách mà tạo lập đi happy hơn, đó là nó long lên rồi nó lại đạp xuống, đó nó cứ đi ở trong cái biên này rồi sau một cái giai đoạn nó đi như này để nó tích lũy lại được cái cung cầu đây và kỳ vọng một cái ngày nó tươi sáng hơn, nó đi sang ở bên này. Tức là tươi sáng hơn có nghĩa là gì? Nó chém ở đây này, nó chém lại được vùng 48 cộng ở đây đấy đó. Vậy khi nào nó có chém lại được ở đây thì đấy mới là một cái kịch bản tuyệt vời của HPG. Còn nếu một cái kịch bản mà đè ở đây thì kịch bản đấy không mong muốn. Nhưng mà chúng ta cũng không có cách nào cả, không thể chống lại được xu hướng của cổ phiếu, mà chúng ta chỉ phân tích
Rồi sau những cái sự phân tích đó thì chúng ta sẽ nương theo xu hướng của cổ phiếu. Tức là nếu mà kịch bản A thì tôi cầm lại và tôi mua thêm, kịch bản B thì tôi bắt buộc tôi phải bán ra nếu như tôi đang cầm vị thế. Nôm na nó là như vậy thôi. Đối với HSG thì cũng hoàn toàn khá là tương tự. Trong tuần vừa qua thì HSG cũng đã có những phiên chọc thủng sâu, nhưng mà sau đó thì nó đã lấy lại được biên 34 đến biên 35. Ở trên góc độ kỹ thuật thì cũng kỳ vọng một cái cách đi của hoa hoa sen nhà cổ phiếu hoa sen đó, thì nó đi như vậy thôi, tức là nó có những phiên sọt lên rồi nó lại có những phiên đảo xuống đó, cách như vậy rồi nó lại có những phiên đảo lên đó, nó đảo xuống như này để nó đi. Và cũng chỉ mong nó chỉ mong là sau một những cái giai đoạn mà nó đảo đi như vậy thì một cái tín hiệu kỹ thuật ở đây nó cần phải quay lại được, nó cần phải quay lại được ở đây, đó là nó phải chém lại vùng 38.5 đó. Thì phân tích như vậy là các anh chị gọi là quá là chi tiết, đúng không? Quá là chi tiết về mặt kỹ thuật. Còn nếu như trong trường hợp mà em này em mới toàn phát ở đây, tức là bị mất vùng 32, thì đấy là một kịch bản không mong muốn, đúng không? Hùng cũng không mong muốn cái điều này xảy ra, bởi vì trong phân tích kỹ thuật thì Hùng luôn mong muốn là cổ phiếu tăng, vì cổ phiếu tăng thì chúng ta mới có tiền, nếu cổ phiếu giảm thì chúng ta sẽ không có tiền đó. Ngoài trừ các anh chị đánh kho nhé, chứ còn nếu đánh truyền thống là nó không có. Ok, Nam Kim cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Trong tuần vừa qua thì Nam Kim đã quay về test vùng 36, nhưng khả năng cao thì vùng này nó cũng sẽ chưa thể bứt phá ngay được đâu. Cũng có một cái kỳ vọng tương tự, đó là khoảng vùng 35 đến khoảng vùng 36 đây, Nam Kim sẽ tích cực xây đi xây nền ở trên cái vùng này, thì như vậy là ok. Còn trong trường hợp Nam Kim bị đè thủng cái vùng ở dưới này là vùng bao nhiêu đấy ạ? Vùng 32, thì đấy là một kịch bản không mong muốn của Nam Kim. TVN trong tuần có thủng vùng 15.5 nhưng có lấy lại được, và sau điểm đấy này thì đương nhiên rồi nó sẽ quay lại test vùng 15.5 và sẽ quan sát ở biên 15.5 đến biên 16 ở tuần mới. TLH hồi đạp, và sau nhịp đạp này thì ở 19.5 vùng 20 phân tích rồi. Tuần vừa qua thì chạm 19.4 nhưng có hai cây hồi, nhưng mà lực hồi này không thuyết phục. Không thuyết phục thì nó sẽ quay test vùng 20 và cùng nữa thì nó sẽ quay lại biên 19.4. Đây là cái biên mà nó đã tạo ra ở đây, thì sẽ quan sát thêm. Đó. Trong trường hợp lực cầu mà quay trở lại thì lúc đó chúng ta mới đánh giá thêm về mặt xu thế. VIS là cổ phiếu nhóm nhóm thép, thì cái thằng này nó đánh hơi rích rác khó chịu, nhưng mà đây chúng ta sẽ nhìn như này. Đó là nhìn về một cái dao động tắt dần, và hiện tại thì đang cạn cung cầu này, nhưng mà trong cái ý đồ tạo lập về lịch sử của nó đánh trend này cũng đẹp nhá, rồi nó chơi trend này cũng đẹp nhá, rồi nó chơi trend này cũng đẹp đó. Như vậy thì cũng đang nghĩ nghĩ ở đây kiểu gì ông nhà chơi phát, đúng không? Đó, chơi phát đó thì 17.5 này đó, làm tí đó, rồi 15.5, 16, thậm chí là có thể 13 đó. Tức là cái góc nhìn của Hùng khi mà Hùng tiếp cận đến những cái mã cổ phiếu như này, Hùng nhìn rất là xa và rất là rộng và thong dong thôi, chứ không có gì vội vàng cả đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang một cái nhóm ngành rất quan trọng, đó là nhóm ngành xây lắp, và hạ tầng giao thông. Đây là một cái nhóm ngành mà có thể nói là đã đỡ cho cái danh mục của chúng ta, phải nói là như vậy, đỡ danh mục của chúng ta trong cái thời gian vừa qua. Không có cái nhóm này mà chỉ có banh với chứng khoán thì đôi lúc là tài khoản của chúng ta sẽ bị âm rất là nặng, nhưng mà có nhóm ngành xây lắp nó đã đỡ cho chúng ta rất là nhiều. HHV nhìn trên góc độ kỹ thuật thì nó vẫn đang ở trong một cái biên giao dịch được đánh giá là tích cực, biên 25.5 đến khoảng biên 26. Ở đây đang là những cái vùng tích tả cung lại, và chúng ta chờ đợi một cái phiên giao dịch mà nó bứt được nền 27 thì như vậy là nó sẽ xác nhận HHV sẽ tiếp tục đánh. C2 trong tuần vừa qua cũng đã có những phiên giao dịch rất là tốt các anh chị, lên suýt hát tí nữa thì đạt 45. Lên được 44 rồi, lên được 45 thì team cũng sẽ chốt tương đối nó tươm hơn, còn lên đến 44 thì cũng chưa muốn chốt lắm.
Trên góc độ kỹ thuật thì C2 sẽ quay lại ở đây là biên 37 đến biên 38 ở tuần tới. Chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá ở đây. Trên cơ sở tích lũy cung cầu ổn định ở đây và lực cầu tiếp tục đưa cổ phiếu này vượt thoát lại vùng 440 thì đấy là một tín hiệu khá là tốt đối với mã cổ phiếu C2. NBB, người anh em của C2 thì cái cách tiếp cận đối với NBB thì cũng đã có phân tích rồi, đúng không ạ? Tiếp cận ở góc độ từ tốn. Đó, và trong 2 tuần lại đây thì nó lại là một nhát từ vùng 35 lên khoảng vùng 50. Và đây rồi, chúng ta dừng lại cái vùng 50 đến khoảng vùng 52, 53, 54 đây này. Đây là những cái vùng kháng cự của nó thì có thể sẽ bị chốt, và đây đang bị hai cây chốt ở đây. Thì sau hai cây chốt đó thì có một cái sự kỳ vọng thôi, không biết là có đạt không. Khoảng quanh vùng 46, như vậy là khoảng quanh vùng 46 đến khoảng vùng 47.5, đây sẽ là cái biên mà dự kiến là NBB sẽ tích lũy ở ổn định trở lại, cùng với C2 cũng sẽ tích lũy ổn định lại ở cái vùng mà chúng ta vừa phân tích, thì đấy là bộ đôi này sẽ đi cùng với nhau. Trên góc độ trend tuần thì 577 phải đánh vượt thoát được vùng 55 cộng, tức là khi nó xuất hiện một cái trend kỹ thuật và nó đè được cái vùng ở đây thì khi đó nó mới xác định là 577 sẽ tiếp tục đánh. Nhưng mà nhìn về mặt trend kỹ thuật dài á, thì 577 đến thời điểm hiện tại là nó cũng đang nằm ở một trend kỹ thuật tăng đó, trend tăng, nên chính vì vậy nên là chúng ta cũng sẽ không sợ. Lên đến những cái vùng kháng cự này các anh chị có thể chốt bớt và về đến những cái vùng hỗ trợ, đúng không? Vùng hỗ trợ đây chúng ta phân tích, đây thì chúng ta sẽ canh gom thêm. Rồi, phân tích bộ tứ trụ triều đình, hay nói vui là như vậy, LCG nó không phải là tứ trụ đâu, nó hay đi cùng với nhau và phân tích cùng với nhau thôi. LCG phiên qua có một phiên giao dịch tốt nhưng phiên cuối tuần thì lại hỏng rồi. Nói chung là không phải hỏng nhưng mà nói chung không đẹp lắm. Vùng 22, khả năng là vùng 22 sẽ quay trở lại kiểm tra cung cầu ở trong tuần tới rồi, và vùng 22 giữ được thì cơ bản vẫn là ổn. Đến thời điểm hiện tại thì cái vùng kháng cự 24 năm ở đây của LCG tương đối là mạnh. 2 tuần rồi không không vượt thoát qua được, như vậy là mạnh. Quan sát thêm. LIG đây, những cái ý đồ về mặt tạo lập, đúng không? Có phân tích vùng kháng cự 20 ở đây và vùng hỗ trợ của LIG 148 và biên xa xa hơn 16 16.5. Đây có một cây pew lên, đây có một nhịp pew lên, và nhịp này thì chúng nó cũng đã pew lên đến đây, tức là đánh lên vùng 20. Nhìn về mặt ý đồ, hai cây nến này thì đang là hai cây nến trả cung. Tuần tới các anh chị quan sát vùng 19, nếu không thủng vùng 19 á, thì cứ cầm thêm, thủng vùng 19 chốt bớt. Và trong trường hợp nó thủng vùng 19 á, thì nó lại quay lại dưới này này, và nó quay lại dưới này thì ta lại mua. Chúng ta lại 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 tìm kiếm một cái cơ hội nó đánh từ đây đánh lên đó, ngắn ngắn như vậy thôi, cũng là có ăn đúng không? Còn ngon hơn là ôm banh ở những cái thời điểm hiện tại. TG rồi, target chúng ta phân tích đến thời điểm hiện tại 27.5 và vẫn đang nằm ở 27.5, chưa thể vượt thoát được lên để lên vùng 30. Một điểm sáng của TG đó là vùng 253 đến vùng 26 tích lũy tương đối thành công. Đây là những cái tín hiệu kỹ thuật tương đối thành công để chúng ta có thể cầm nắm lại, để chúng ta có thể kỳ vọng đánh vượt thoát vùng 27.5 và đi lên vùng 3x. Đó là cái target dự kiến của TG. ITC ở đây xem nào. ITC thì kịch bản đã phân tích rồi, vùng 26 đây, peel xuống một phát, ở đây thì vùng 26 cũng có peel, đây là peel xuống này, nhưng nhịp này nó khỏe hơn rồi, 253 đến khoảng vùng 26 ở đây, các anh chị có thể quan sát thêm về mặt ý đồ tạo lập là có thể chỉnh về vùng 24, và trên cơ sở này thì nhìn về cách đi là nó sẽ công vùng 28. Công thủng vùng được vùng 28 thì nó sẽ lên target 3x, đó là những cái target ngắn ngắn dự báo của ITC ở trong thời điểm hiện tại. Trong nhóm hạ tầng thì chúng ta lưu ý đến mã cổ phiếu CTI, một góc nhìn như thế này. Một góc nhìn đối với CTI, chúng ta sẽ lấy ở cái biên ở đây, đó là biên 20 đến biên 20.8 là biên hỗ trợ kỹ thuật, và điểm break gọi là điểm mua break các anh chị, đó là điểm 24. Thì thông thường sau khi mà nó
nó thoát vùng 24 á, thì nó sẽ có một cái mô hình nấm. Đó, mô hình nấm này thì nó đang quay lại ở đây, nó đang quay lại vùng 24 ở đây. Trong tuần thì cũng có phân tích cái điểm 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 C2 ở trên trên nhóm. Thì góc độ kỹ thuật là chúng ta sẽ tiếp cận lại CTI ở vùng giá 24 đến khoảng vùng 25, và biên ngày hôm nay thì cái nến này thì nó là tương đối, nói chung là nó chưa được đẹp lắm. Rất tiếc là nó đã có những cái điểm đánh thoát ở trên này rồi, nhưng mà cái mút mút test này nó test hơi sâu, như thế này test hơi sâu, thì tuần tới sẽ quan sát ở vùng 24 để có thêm cái sự phân tích. SGS là một mã cổ phiếu nó mang cái tính như nào nhỉ, tính tạo lập của em này là nó cứ đi túc tắc, nó đi đấy, nó đi túc tắc nó đi, nhưng nhìn những cái trendy của nó thì cơ bản tốt, cơ bản tốt. Vậy thì chính chính vì cái trendy như vậy nên là chúng ta không vội vàng gì cả, và trong tuần trước thì có phân tích vùng 77.5 và vùng kháng cự trước mắt của nó là vùng 82.5, như vậy là nó sẽ tạm thời nó sẽ đi ở trong cái biên này và chờ đợi một cây nến kéo vượt thoát vùng 60 vùng 80 82.5 đấy các anh chị. Và trong tuần vừa qua thì nhóm sông Đà cũng sẽ phân tích luôn SD6 có một cái tín hiệu cung cầu vào, và đấy là cái thời điểm mà chúng ta có thể nhảy lên thuyền đó. Và đối với SD6 thì trong phiên giao dịch của ngày 22 tháng 12, tại thời điểm lúc đó khoảng tầm giá của nó khoảng tầm 8.3, nhận diện thấy lực cầu bắt đầu bắt trở lại thì có phân tích trên nhóm cho các anh chị khuyến nghị mua. Ngày 2 tháng 12 biên 7.7 đến 8 ổn rồi, vào thế trận và chúng ta phải xúc đi. Đây thì các anh chị nhìn thấy cái lúc mà phân tích thì cái mút nến nó đang bé bé thấp thấp như thế này, và kết phiên thì nó hình như kết phiên thì nó đánh trần. Hơi tiếc một tí là phiên ngày hôm nay đánh chạm 10 nhưng mà nó không giữ được cái lực tốt nhất, nhưng lực cầu thì vẫn đang tương đối là ổn. Nhịp này thì chúng ta kỳ vọng vào khoảng vùng 10.5 đến vùng 11 đối với SD6. Cổ phiếu thứ hai trong nhóm sông Đà đó là SDT. Thì đối với SDT ở thời điểm hiện tại các anh chị có thể tiếp cận ở vùng 8.5, và biên kỹ thuật dự chỉnh của cổ phiếu này ở vùng 8.9 đến khoảng vùng 9.2. Nó đang test lại kỹ thuật ở đây, và đây là biên này thì về mặt kỹ thuật là chúng ta hoàn toàn có thể gom ở trong những cái vùng này rồi. Mục tiêu thì vẫn kỳ vọng lại về vùng 10.5 đến khoảng vùng 11, tức là về đến cái vùng kháng cự của nó đây này. Kháng cự đây là khoảng 10.10.7 đó, nôm na như vậy. Thời buổi đang khó khăn thì chúng ta làm một nhịp ngắn ngắn vậy thôi. SD4 cũng như vậy. SD4 cũng phân tích ở cùng ngày nhỉ, cùng ngày đó, ngày 22 đây. Ngày 2 đánh tốt đến ngày 20, kết thúc ngày 22 thì mới phân tích thêm SD4. Đến ngày 23 thì SD4 vẫn có những giá mua tương đối là tốt ở đây, và nhịp này thì có thể kỳ vọng lại SD4 ở khoảng vùng 10 đến vùng 10.5. Nó đánh một nhịp ngắn như này, SD4, SDT, SD6, đấy là ba cái mã cổ phiếu sông Đà khá là quen thuộc, Mùng Lê hay phân tích khuyến nghị đầu tư. LDG trong tuần thì đã có một nhịp đánh tương đối là tốt các anh chị, đánh tốt đấy, đạt luôn target 17.5, sau đó 19.5, và nó suýt soát tí nữa thì nó đạt target 22. Lực chốt của ngày hôm nay là tương đối mạnh, lực chốt ngày hôm nay tương đối mạnh, nhưng có một điểm là tất nhiên là nó bị đạp sàn hay sao ấy. Đạp sàn thì đương nhiên là nó không chưa thể thủng 19.5 được, nhưng với lực đạp như vậy thì xu hướng tuần giao dịch mới thì chắc chắn là nó sẽ quay lại đây rồi, vùng 17.5 đến vùng 18.5, và như vậy thì cái vùng 17.5 này nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo của cổ phiếu LDG. DG thì trong tuần đã leo thêm được một cái nấc target, đó là vùng 96, và có một cái chỉnh. Nhìn chung thì nó vẫn đang khá là ổn định ở vùng 84 đến vùng 86, đây là vùng dự chỉnh đối với DG. Không thủng cái vùng này thì cái cơ hội vừa thoát lên target 96 rồi vùng 105. Hiện tại thì DG đang để ở hai target ngắn này thôi. Quan điểm kỹ thuật về DG thì các anh chị cứ cầm, chưa có dấu hiệu bị vi phạm. 55 lần thứ hai chạm target 66 nhưng cầu không đủ mạnh và lại bị chốt. Với lực chốt này của 55 tuần tới chủ động quan sát ở biên 58.5.
biên này mà thủng thì nên ra hàng, bởi vì khi biên 58.5 bị thủng thì rất có thể là nó sẽ rơi lại về biên cũ của nó, đây là khoảng vùng 50 đến khoảng vùng 50.5. L18, L18 trong tuần cũng đã có một cái lực đánh tương đối là tốt, và chúng ta sẽ nhìn sang đây và chúng ta sẽ nhìn về đây đúng không ạ? Cái này vẽ rồi. Vùng 70 đến vùng 75 đó là những cái vùng kháng cự, và trong tuần thì nó đi lên được cái điểm cao nhất của nó ở đây là vùng 73 và nó bị đạp. Yếu tố tích cực là tuần này thì nó lại đang giữ lại được ở khoảng vùng 60, thì tuần tới ở đây nếu mà đẹp thì sẽ ở khoảng biên 58 năm, kỳ vọng như vậy, ở biên 58 năm biên 60 tích lũy trở lại thành công để có thể đánh vượt thoát vùng 75. Đối với L18 thì cái định giá cơ bản của nó tương đối là cao, tương đối cao tận 100 các anh chị, nhưng mà target kỹ thuật thì nó đang đi hơi phập phù. Target kỹ thuật nếu như nhịp này mà nó đi lên được khoảng vùng 80 đến vùng 90 nó đạp thì nó mới là chuẩn bài, tức là như vậy thì nó mới cái cơ hội mà lên được đến trên này thì nó dễ hơn, chứ còn nếu mà bây giờ vẫn như này thì như thế này thì vô hình dung nó sẽ có một vùng 50 và vùng 70 ở đây, đó là vùng mà khả năng L18 sẽ liên tục đi ngang ở trong những cái biên như này. Vượt thoát được vùng 75 thì khi đó chúng ta mới tính toán những cái target cao hơn. Đạt phương đây mô hình nấm. Và mô hình nấm này thì đang đưa đạt phương quay trở lại về vùng 70, và cái mút test 70 này nó là một nút thắt kỹ thuật rất là quan trọng đối với đạt phương tuần tới. Trong trường hợp nếu như nó vẫn giữ được ở vùng 70 cộng, ok, chúng ta vẫn có thể cầm nắm, nhưng đạp thủng 70 và sau đó nó không lấy lại được vùng 70 cộng thì đấy là một tín hiệu tương đối xấu mà các anh chị lưu ý. HPC tuần vừa qua đánh đẹp, sau một thời gian tích lũy ở biên 26 đến biên 27 thì nó đã có một cái lực đánh vừa thoát lên, và trong nhịp này thì cái target của HPC vẫn giữ ở khoảng vùng 3x là sáng. Nói chung về tầm này anh chị chú ý thêm. Sell trong tuần thì cũng đã đánh tốt và về được đến target 65. Nó chỉnh, nó đang bị đạp lại đây. Thì trên cơ sở kỹ thuật là nó khi nó đạp như này á thì nó sẽ về vùng hỗ trợ, gọi là cái vùng kháng cự gần nhất của nó, thì bây giờ nó sẽ trở thành hỗ trợ bên này. Thì hỗ trợ của nó là vùng 55 đến khoảng vùng 56. Các tài khoản cầm sell chủ động quan sát thêm, trong trường hợp nếu thủng 55 thì theo quan điểm kỹ thuật cùng là nên 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 đá. Bởi vì thủng 55 thì nó sẽ rơi về vùng 45 và thậm chí là rất có thể là nó sẽ rơi về đây luôn, tức là trả lại đúng cái điểm test kỹ thuật thông thường nó như vậy các anh chị nhé. Nó test này, nó sẽ trả lại này đó, và về đến vùng 45 mà nó không trụ được á, nó lại đạp xuống đây đó. Khi khi nó lên thì như vậy, nó thủng vùng đây, nó thủng vùng 45 thì nó sẽ đi lên 55, thủng 55 thì nó sẽ đi lên 65, thủng 65 sẽ nó lên 75, và trong cái điểm trả ngược lại ở bên này thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đó là quy luật vận động của cổ phiếu và chúng ta không chống lại được nó đâu đó, không chống lại được đâu, chỉ có nương theo nó thôi. Đối với S99 nhìn về ý đồ thì cũng khá là đẹp, nhưng mà hai phiên kết tuần thì có vẻ nó đánh hơi 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 đuối. Phiên ngày hôm nay thì thị trường tăng khá là tốt nhưng mà lực cầu nó cũng không vào S99, nhưng điểm tích cực của S99 là nó vẫn giữ được ở trên vùng 24. Thì tuần tới chúng ta kỳ vọng gì? Chúng ta kỳ vọng S99 có thể tích lũy ổn định ở trên vùng 24 và kéo lại vùng 26 đến vùng 27 đây, tức là cái nôm na vùng này vùng kháng cự, ta sẽ canh ra chốt. Coticom sau khi mà Bắc Dương có những cái vụ lình xình thì cũng không có phân tích ở Coticom, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì nó hơi muộn một tí, nhưng mà nhìn vẫn 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 còn những cái cơ hội phía trước rất là ok đó, và tiếp cận đến Coticom ở vùng 87 đến vùng 91. Sau một cây nến đạp lên như thế này thì nó sẽ có biên 94 đến biên 96, đó là biên mà tuần tới chúng ta có thể canh gom. Gom vị thế xong thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. Trong trường hợp nếu như cổ phiếu chỉnh cung về ở vùng 87 đến vùng 91 ở đây thì có thể canh gom thêm, còn trong trường hợp mà nó đánh lên luôn á thì chúng ta sẽ gom tiếp ở những cái vùng cao ở trên này. Đó, và nhìn trên trang kỹ thuật tuần thì các anh chị nhìn thấy rằng ở đây là nó đã vượt thoát cái gọi là sau một cái giai đoạn mà nó đi ngang đúng không ạ, và nó thoát được cái vùng break được cái vùng kháng cự 82 ở đây rồi. Thì đây là gì ạ? Đây là nó khởi nguyên của một con sóng tăng. Và thông thường khi khởi nguyên một con sóng tăng này thì nó sẽ đi rất là trâu bò, chứ nó không đi ngắn đâu.
Và chính cái sự như vậy nên là cái thời điểm này mà chúng ta tiếp cận đến cô Tết Công thì hơi muộn một tí, nhưng mà theo ông Lê là vẫn còn những cái cơ hội phía trước rất là ok. Cổ phiếu KDH thì trong tuần thì cũng có tiếp cận quay trở lại, nhưng tiếp cận ở góc độ như thế nào? Đó là các anh chị phải hiểu rằng KDH đã có một cái trend đánh kỹ thuật rất là căng rồi, từ vùng 20 lên vùng 50. Như vậy là đến cái đoạn này rồi thì chúng ta cứ phải bình tĩnh túc tắc, không vội được. Nó có một sau khi mà nó có một cái điểm break ở đây, thì điểm break ở đây là vùng 50 đến vùng 51 các anh chị. Đó, thì nó sẽ quay lại nó test. Test điểm 1 ở đây quanh 50. Ví dụ vậy, chúng ta có thể canh gom thêm ở trong biên này. Gom xong rồi thì chúng ta chú ý quan sát thêm. Đó, nếu như cái vùng này thủng thì chắc chắn nó sẽ xuống ở biên này, 47 đến biên 48. Và sâu hơn thì nó có thể đi lại biên 43 đến biên 444. Đó, khi mà chúng ta tiếp cận đến KDH ở đây thì chúng ta phải xác định được ba cái điểm này. Đó, rồi chúng ta lúc đó chúng ta phân bổ vốn, ví dụ điểm này tôi gom 10%, 10%, 10%, 3%. Đó, sau 3% này rồi thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái xu hướng của cổ phiếu ở bên này. Đó, và trong trường hợp nếu như mà cổ phiếu hồi phục quay trở lại, cung cầu đây nó ổn định thì chúng ta sẽ cần thêm. Nhưng nếu như bị gãy 43, gãy 43 là tư duy của chúng ta bị sai rồi. Sai rồi thì phải làm gì các anh chị? Sai rồi thì phải sửa sai ngay. Thủng 43 là cực kỳ xấu. Như vậy thì đây là những cái điểm mà chúng ta tiếp cận lại. Đó. Thì những cái ý mà ông phân tích nhấn mạnh đấy chính là những cái kiến thức rất là căn bản, và rất mong là các anh chị em của chúng ta ghi chép lại để chúng ta có được những cái kinh nghiệm sau này, để chúng ta nếu như chúng ta có mua thì chúng ta cũng phải hoạch định ra được những cái chiến lược như vậy, và để chúng ta tránh những cái sai sót đáng tiếc. Ở nhóm ngành cao su PHR phân tích nhanh. Vùng 75 chỉ cho các anh chị rồi, đây là vùng kháng cự chúng ta lưu tâm. Có thể chốt bớt. Vùng hỗ trợ kỹ thuật 70 đến 71 có thể canh để gom lại. DPR chạm vùng 70 thì đang có một lực hồi, và lực hồi này thì dự kiến là nó sẽ đi lại được đây ở khoảng vùng 70 77. Nét căng thì được ở vùng 77 đây. Chú ý để canh mà chốt. GVR đang hồi vùng 39 40 41 ở đây, đây là vùng kháng cự của nó. Những cái vùng này thì có thể mang hàng ra chốt và chờ nó gặp những cái vùng hỗ trợ thấp ở dưới này thì chúng ta cân lại. DRI phân tích khá là kỹ ở những cái ý đồ tạo lập ở vùng 15.5 đến vùng 16, đó là biên hỗ trợ, và vùng kháng cự đây 18, tạm thời sẽ đánh ở trong những cái biên ngắn như này. VHG một trong những tứ trụ triều đình đúng không ạ? Trong tuần trước VHG đã có một tuần giao dịch thành công, và tuần này thì đánh giá ở trên góc độ như thế này, kết phiên ở vùng 8.5, như vậy là đạt kỹ thuật các anh chị. Tuần tới VHG có thể có những cái điểm test tả cung lại quanh vùng 8, target 9 và sau đó là 10, tức là kỳ vọng nhịp này thì VHG sẽ đánh chạm 10. Nhóm ngành dệt may chúng ta có VGT, thì nhìn trên ý đồ tạo lập của VGT ở đây vùng 29.5 đến vùng 30 các anh chị, đây là vùng kháng cự thì chúng ta lưu tâm. Nó có vùng hỗ trợ kỹ thuật 26 đến vùng 26.5, và trong tuần tới thì nó có biên 27.5 đến vùng 28, đó là những cái biên hỗ trợ kỹ thuật mà đang có vị thế và thị trường quay trở lại ổn định thì các anh chị có thể gom thêm, và những cái vùng kháng cự ở trên này thì canh chốt bớt. TNG đánh giá về TNG đó là vùng kháng cự ở đây vùng 34, và sau cái điểm mà TNG break ở đây thì lại có một cái mô hình nấm. Và mô hình nấm này nó test lại cái điểm 34 đây này, nó test nếu như gọi là đây là 338, nhưng mà nếu về thuần về kỹ thuật là test như này là hơi xấu. Hơi xấu. Nhưng cuối tuần thì nó lại lấy lại được cây nến này thì như vậy là tạm ổn. Tuần tới thì sẽ có biên 32 32.5, chúng ta sẽ quan sát thêm. Nhìn về mặt ý đồ tạo lập thì TNG theo quan điểm kỹ thuật cùng Lê thì vẫn còn những cái cơ hội để đánh về vùng 36. Bung vùng 36 thì khi đó thì TNG sẽ sắc hơn. Đánh nó sẽ sắc hơn. TDT tuần này đánh hay rồi, đánh như này rất là hay. Đã hồi và vùng 15 đến vùng 15 năm ở đây, đó là vùng kháng cự, và cổ phiếu này đã dồn lực để đánh vừa thoát qua. Tuần tới thì nó lại đi theo cái mô hình nấm thôi, có thể là nó kéo lên vùng 16 và nó lại quay trở lại test biên 15.5 ở đây, và sau khi test biên thành công, cung cầu ổn định thì khi đó chúng ta đánh giá xu hướng phục hồi.
Còn trên góc độ kỹ thuật, trên góc độ kỹ thuật thì nhìn về mặt ý đồ thì TNG, à xin lỗi cả nhà, TDT, TDT sẽ tiếp tục kéo và dự kiến cái target tiếp theo của TDT ở khoảng quanh vùng 17. Sau khi mà nó test thành công ở biên 15.5 ở đây thì sẽ có những cái đánh giá thêm. Ở tuần này các anh chị cũng lưu ý thêm nhóm điện. Điện hiện tại Hùng nhìn thấy cũng đang có những cái phân tích kỹ thuật tương đối là hay. Tương đối là hay. Thì đây chúng ta nhìn cổ phiếu NT2 đúng không? Biên 24 đến biên 25 ở đây này. Sau khi nó break thoát được lên thì nó cũng đang có một cái nón úp lại. Được đấy, đó. Thì như vậy thôi. Với tín hiệu như thế này thì có thể đó nó sẽ úp lại đây và ở bên cuối bên cuối của cái điểm test này đẹp khỏe nhất đó là vùng 25 đến khoảng vùng 25.5 ở đây. Các tài khoản đang cầm NT2 chúng ta cũng có thể canh gom thêm. Nhịp này thì NT2 trong tuần đánh tương đối là tươm đấy, đánh được lên khoảng vùng 28 này, 28 là kháng cự rồi đấy. Đánh chạm kháng cự thì nó chỉnh lại. Nó có vùng 30 đó. Thì kỳ vọng là úp lại vùng 28, bay vùng 28 thì sẽ đánh lên khoảng vùng 30. Ở PPC cũng đang trả cung tương đối là tốt. Ôi da, cuối kết phiên thì PPC lại kéo kinh quá. Thì tiếp cận đến PPC, các anh nhìn như này, đó, chúng ta sẽ nhìn ở đây và chúng ta thấy rằng là PPC đã break vùng 23.5 đến vùng 24. Nó trả này, nó trả đẹp quá, phiên này trả rất là đẹp và đối với PPC thì cũng đã có phân tích khuyến nghị đầu tư. Được nhịp này tiếp cận đến PPC rất là hay. Đó, trả cung và sau đó nó sẽ có một lực kéo lên này. QTP cũng hoàn toàn tương tự như vậy. QTP nó cũng đang trả khá là giống với PPC. Thì những cái nhịp trả cung của em này ở khoảng quanh vùng 18 và 17 năm. Nhìn trên góc độ kỹ thuật tuần thì như thế nào? Đó, thì QTP cũng đã có một cái lực đánh nhìn chung là tương đối là tốt. Và đây đang là những cái lực trả lại cung cầu đây. Và vùng này thì chúng ta có thể bắt thăm dò vị thế. Nhưng nhìn về PPC và NT2 thì hiện tại là cái điểm trả cung nó đẹp hơn so với lại QTP. QTP thì nếu có bắt thì chúng ta bắt từ từ thôi. Và nhóm ngành mía đường cũng là một cái nhóm ngành tâm điểm các anh chị lưu tâm. Ngày 22, ngày 2 mấy nhỉ? LSS. Ngày 15 tháng 12, ngày 14 tháng 12 có cập nhật lại 3 mã cổ phiếu mía đường. Khi đó thì cũng có xác nhận lại rằng là cái nhóm này đang gặp những cái vùng hỗ trợ tương đối tốt và các anh chị có thể thu gom. Và sau khi thu gom xong thì cổ phiếu đúng xu hướng thì chúng ta chủ động để chúng ta ăn thêm hàng. Thì thời điểm đó thì chúng ta đánh giá LSS ở vùng 14.4 đến khoảng vùng 14.9. Sau một cái giai đoạn mà nó chỉnh lại đây thì nó đang đi một cái mô hình thường thường Hùng sẽ ke như vậy. Đó. Đó, rồi, xong đó lại tiêu lên này. Thì đấy là một cái cách đi dự mô phỏng thôi và đến kết tuần thì phiên này tương đối là đẹp. Đẹp lắm. Với lực cầu tương đối ổn định. Dự báo thì LSS có thể quay lại khỏe thì quay lại vùng 18. Nó 17.5 đến vùng 18 như vậy là chốt tạm được rồi. Vùng 15 đến vùng 18 làm tí tẹo vậy. SBT cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Có phân tích ở đây vùng 23 đến vùng 23.5 với một cái lực đi thì cũng nhìn hoàn toàn tương tự như vậy thôi. Đó, nó sọc xuống, nó vòng lên. Và đây là một những cái điểm test cung kỹ thuật quay trở lại. Thì mình đánh giá ở cái vùng này. Và dự báo thì nó sẽ hồi phục ở đây. Đối với SBT ở khoảng vùng 26 đến khoảng vùng 27, nó nôm na đây vùng này cánh chốt. QNS thì có phân tích ở đây đó là vùng 49 đến vùng 50 và trong tuần này thì QNS hiện tại nó đang ở một cái ngưỡng tương đối là nhạy cảm đấy các anh chị này. Cái quả này là hơi căng này. Quả này là hơi căng thì kỳ vọng thôi. Cái sự kỳ vọng thì nó cũng có những cái cơ sở kỹ thuật nhất định. Đó là QNS sẽ không bị chọc thủng vùng 48. Nó cứ đi lượn lượn nó lượn lượn một tí đây rồi cố gắng là nó lượn sang đây. Và trong cái trường hợp sau mà nó lượn sang đây được á, nó tức là nó công lại được cái vùng 49 đến vùng 50 và nó có một cái cây nến mà vượt thoát được cái vùng ở đây. Đó, cây nến xanh ở đây. Thì đấy là kịch bản đẹp của
của QNS. Nhưng trong trường hợp mà kịch bản xấu của nó thì nó dễ thôi, xấu thì nó đạp một cây thẳng thế này thì thôi hỏng nó, thì đang cầm QNS thì lại phải phải gì ạ, phải bỏ thôi, phải buông bỏ thôi chứ không có cách nào khác cả. Bởi vì khi mà cái tín hiệu này xảy ra thì chắc chắn nó sẽ có những cái về đến vùng này, có khi là nó về 42. 42 nó không trụ được thì nó lại rơi tõng xuống thế này. Đó, rơi tõng xuống vùng 37 38 ở dưới này, thì đấy là những cái tín hiệu mà chúng ta đang lưu tâm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ còn khoảng tầm độ 10 phút nữa để nói đến một nhóm ngành rất quan trọng, rất hay. Và nhóm ngành này thì sẽ dành cho những anh chị em có huyết áp ổn định, đúng không ạ, và thần kinh tương đối ổn định thì mới đánh được. Đó là nhóm cổ phiếu penny và nhóm cổ phiếu đầu cơ. Nhiều người thì nói rằng là cái nhóm này nó không không hay, nhưng mà với góc nhìn của Hùng thì Hùng nhìn thấy nhóm nào cũng hay hết á. Quan trọng là cái thời điểm chúng ta chiến đấu. Nhóm pen nó có cái hay của nhóm pen, đầu cơ nó có hay đầu cơ, và đầu tư thì nó có cái hay của đầu tư. Và khi chinh chiến ở trên thị trường chứng khoán thì Hùng không có ngán cái nhóm nào hết, cứ nhóm nào có tiền, nhóm nào được tiền, nhặt được tiền là phân tích và chiến đấu. DLG trong tuần vừa qua thì DLG đã đánh chạm 10, rất đẹp anh chị. Sau một cái điểm test cung kỹ thuật của nó ở đây, có phân tích rồi, ở tuần trước bản tin có 8 đến vùng 8.2 thì lực cầu ngay lập tức đã quay trở lại. Chỉ có cây thứ hai, phiên ngày thứ hai là nó có test thôi, và sau đó thì nó lực cầu nó quay lại luôn. Đánh chạm 10 và đánh chạm 10 thì bị chốt. Phiên này bị chốt. Chốt thì sẽ có ở đây là vùng mấy đây nhỉ, đã vẽ đây rồi, vùng 9 đến vùng 9.3 tuần tới quan sát. TTF chính thức hoàn thành target 14/14. Đó, vậy thì ai bảo là cổ phiếu đầu cơ xấu đâu anh chị? TTF Hùng đã phân tích, nói chung là đánh đi đánh lại con này mấy chục vòng rồi. Cứ vòng lên lại bán xuống lại mua. Đó, đây là nhịp này này, nhịp này bán này xuống đây lại mua lanh quanh ở đây lại mua tiếp. Đó, bởi vì sao? Bởi vì Hùng nhìn thấy rằng cái vùng 11.8 đến vùng 12 khá là ok. Đó, chạm 14 rồi. Ở phiên ngày hôm nay thì nhìn cây nến thì hơi khủng hoảng, nhưng mà trên góc độ kỹ thuật thì nó lấp mà nó khá là nhẹ nhàng các anh chị nhé. Thì kỳ vọng gì ở TTF ở vùng 13 đến khoảng vùng 13.5, tuần tới sẽ là một cái tuần mà nó đi ở trong cái biên này tương đối ổn định, đè lại vùng 14 cộng với lực cầu khoảng 15 đến 20 triệu cổ phiếu, thì lúc đó chúng ta sẽ nhìn về những cái target dài hơi hơn. Và nhìn trên góc độ kỹ thuật các anh chị, nhìn trên góc độ kỹ thuật thì Hùng thấy rằng đây là ông thấy thế nhá, đây là quan điểm của Hùng đấy này, anh chị nhìn thấy này, ở đây một cái trend TTF nó đi này, trên đến tuần này, ở cái đoạn này nó cũng đi lúng rúng, nó đi lúng rúng ở đây này, đi lúng rúng, nó đi zig zag và biết đâu được nó đi lên tận 20 anh chị, có khả năng không? Có, hoàn toàn có khả năng chứ, đúng không? Đây, đó, chúng ta nhìn thấy đó, biết đâu được đó, nó đi lúng rúng này, đây, nó đi từ đây lên đây, nó cũng chạy lên được 20, thậm chí nhịp này nó chạy lên được 35. Đó, và nhịp này cũng nhìn chắc phết rồi đấy, nhìn này như trên tuần cầu tương đối ổn, mỗi tuần nó giã khoảng tầm 60 triệu 70 triệu cổ phiếu đối với TTF, như vậy là được rồi. Đó, thì đấy là những cái góc nhìn chúng ta kỳ vọng thôi, nó có thể đúng, nó có thể sai, và nó sai thì chúng ta phải sửa sai như nào, và nó đúng thì chúng ta sẽ tiếp tục như nào. Đấy là những câu chuyện mà chúng ta luôn luôn phải trả lời. KSQ thì đang gặp khó ở vùng 10 đến vùng 10.5. Tuần tới các anh chị khả năng thì phiên này là có đạt đến 10 rồi, nhưng mà nó không đạt được này. Tuần tới thì khả năng nó sẽ công lại vùng này thôi. KSQ đang tương đối là ok. HAR đạt target 15/15 và phiên này thì nó bị chốt tương đối là mạnh. HAR đây các anh chị, lúc 9:17 khẳng định với các anh chị là lúc đấy HAR chưa bị đạp sàn đâu. Đó, lúc đó đang cực kỳ tốt, và HAR lúc đó có một cảnh báo rằng đích thị là kháng cự của em này đủ là đủ, chủ động bớt ra hàng ở vùng 15 cộng. Lúc đó thì nó đang giao dịch ở khoảng tầm 15, quanh 15. Trong phiên có những lúc đạp sàn, nhưng kết phiên thì nó rút lại vùng 19, 14, như vậy là khá là tốt. Nhìn như vậy là nó đã có một cái điểm tích cực các anh chị. Tuần tới thì HA sẽ có ở vùng 13 đến vùng 13.5. Đó là vùng tích lũy. PVL phân tích khá là kỹ những cái ý đồ tạo lập của PVL, và nhìn chung thì trong tuần vừa qua nó tiếp tục đánh lại vùng 18, và cái 18 này nó sẽ trở thành vùng kháng cự.
đây nó trở thành vùng hỗ trợ thì đây nó sẽ thành kháng cự. Và PBL thì có một cái kỳ vọng nhỏ nhỏ, nếu như chúng ta lướt được, nếu mà chủ động mà bám sát được ở 14 mua 18 ra hàng là cũng được rồi. Chúng ta lướt lát được 1 2 3 vòng như vậy. Thì đây đang là những cây nến đạp. Và sau những cái nến đạp này thì PBL nó sẽ đi về một cái dao động tắt dần. Là chúng ta sẽ đánh giá thêm cái dao động tắt dần của PBL ở cuối con đường. Đấy. Dao động tắt dần đó, và dao động tắt dần này nó sẽ đi về cuối con đường, và cái biên của dao động tắt dần này thì Hùng vẫn lấy biên 14. Và một số các anh chị có hỏi Hùng là tại sao lại lấy 14 mà lại không lấy 15, mà lại không lấy 10 hay không lấy 12, thì cái này là do cái cảm cảm nhận thôi, cái cảm nhận phản xạ thôi. Tức là mỗi người có một cái góc nhìn. Cái góc nhìn của Hùng thì Hùng nhìn 14, mỗi người thì nhìn 12, 13, chứ còn cũng không có một cái công thức nào các anh chị. Hỏi bây giờ câu hỏi đấy khó khó quá. Rồi QBS cũng tương đối là tốt đấy, sừng sững đi lên đúng không ạ? QBS thì trong phiên giao dịch ngày hôm qua khuyến nghị các anh chị bốc thêm tại thời điểm đó là nhìn thấy những cái ý đồ về về mặt chiến thuật của QBS rất là ngon rồi. Phiên nay nó đã hoàn thành target 8, tuần tới thì có thể ở biên 7.7 đến khoảng biên 7.9 thậm chí biên 8, tích cung tích nền ổn định thì target 9 là sáng QBS ở trong này nhịp này đó, đầu cơ nhưng mà nó đi như thế đúng không? KSH rồi, chúng ta sẽ nói đến KSH. Câu chuyện về quản trị rủi ro danh mục nó rất là quan trọng đúng không ạ? Và quan trọng đến mức như nào thì các anh chị có thể xem lại cái bản tin tuần cũ, Hùng đã nói rất là rõ. Phiên ngày hôm nay thì KSH đã có chịu khó ăn 14 triệu giá gần sàn và giá sàn, nói chung như vậy là tốt rồi. Cái điều quan trọng nhất đó là sau những phiên đánh ép thì phải có khối lượng. Và có khối lượng rồi thì chúng ta mới định thần được. Đó, thì định thần được ở đây đó là vùng 4.2 đến vùng 4.5 ở đây. Thì khả năng ở đây cũng như vậy thôi, 4.2, 4.5. Sẽ có những cái điểm biên tích lũy cung cầu ổn định ở đây và sẽ chờ thêm những cái tín hiệu lực cầu đánh tốt ở đây thì chúng ta có thể mua thêm để chúng ta chém cá trên thớt. Ở KSH, VHG là mã thứ hai trong tứ trụ triều đình, nói vui là như vậy. Và mã tứ trụ thứ ba đó là mã cổ phiếu CDO. Hùng có những cái mã mà phân tích cặp CDO, phân tích cặp cùng với nhau. Thì phân tích cặp cùng với nhau như thế này để làm gì? Để chúng ta đỡ cho nhau. Tức là ví dụ như chúng ta có thể đầu tư cả 4 mã cổ phiếu này. Ví dụ như thay vì cái câu chuyện là chúng ta đầu cơ vào một mã, thì các anh chị có thể vào trong 4 mã cổ phiếu này. Bởi vì 4 con này nó cộng đi, nó cộng cùng nhau đi. Đó, cứ yên tâm như vậy, thằng nọ giảm, thằng này tăng, nó sẽ tăng bù trừ cho nhau được. Đó, đến thời điểm hiện tại là Hùng có KSH, Hùng có đầy đủ 4 con này luôn và nó gánh cho nhau luôn, thậm chí vẫn đang lãi, không có là gì cả. KSH thậm chí cứ sàn tiếp thì vẫn cứ lãi trong cái danh mục này. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có một cái phương pháp quản trị rủi ro rất là tốt. Đó. VHG tăng, CDO tăng, FIT tăng. Đó thì ba con nó sẽ gánh được một con chứ đúng không ạ? Các anh chị có công nhận với Hùng như vậy không? Đó. Thì đối với CDO tuần này hơi tiếc nuối một tí. CDO thì suýt soát đánh phát lên đây bung được cái vùng 8.5 cộng thì cực kỳ đẹp. Nhưng trên góc độ kỹ thuật thì cũng đang ổn rồi, 7.6 đến 8. Đó là nó có thể tích thêm cung cầu ổn định ở đây và chờ một cây nến xác nhận đánh vượt thoát vùng 8.5 với lực cầu khoảng tầm trên 2 triệu rưỡi cổ phiếu một phiên là CDO sẽ phi tiếp. FID miên man luôn, FID đánh như này là miên man luôn. Đó, thì đối với FID sau một giai đoạn phân tích tương đối là dài ở vùng hỗ trợ 7.4 đến 7.75 đó. Sau đó thì phân tích một cái vùng kháng cự ở đây vùng 9 đến khoảng vùng 9.5. Tuyệt vời, tuần này với tín hiệu như này là tuyệt vời rồi. Lực cầu đánh cực tốt của phiên này để kéo gần trần, gần xe. Tuần tới thì chỉ kỳ vọng thôi, kỳ vọng là em này sẽ nhả cung một phần và sau cái điểm nhả cung một phần này thì nó sẽ đi như thế này và kéo lên vượt thoát vùng 10.3. Cái cản của nó tiếp theo đấy là 10.3 và khi bung được 10.3 rồi thì nó sẽ hướng về target vùng 12. Đó. Và nếu như trong trường hợp VHG của chúng ta kéo lên vùng 9 và kéo lên vùng 10 rồi thì đấy, hai em này là gánh cho KSH ngon lành rồi. CDO túc tắc đi. Đấy, thì vì sao tứ trụ là như vậy? Phân tích bốn con này trong một cái ekip của nó. Đối với HSL thì ở đây này có gì đâu nhỉ, 9.2 vùng 9 trong một cái tổng quan kỹ thuật. Và hiện tại thì HSL đang có một cái vùng kháng cự đây 10 đến 10.5. trên góc độ kỹ thuật dài thì HSL đang có những cái cơ hội
những cái cơ hội để vượt thoát cái vùng 10.5 này và nó mở một cái trend kỹ thuật ở đây, thì đấy là kỳ vọng. Còn có mở được hay không thì cũng sẽ tiếp tục phân tích thêm, chứ chúng ta cũng không thể gọi là ngồi bây giờ nó đang ở đây mà ông ngồi phét lác để ông đưa lên vùng 12 nữa, nó không không có hợp lý. Nhưng mà khi nó vượt 10 và sau đó nó chém vùng 10.5 thì khi đấy nói lên vùng 12 thì nó lại là hợp lý. Đấy. Rồi, HQC cũng là một mã cổ phiếu rất hay, và team cùng Lê thì cũng đang nắm tương đối. Trên góc độ kỹ thuật, tuần này thì HQC đã nâng lên được một cái điểm công, thêm một cái điểm mới, đó là vùng 9. Tất nhiên nó không giữ được 9, nhưng như vậy đó là nó có gì, nó có khả quan đó. Thì đối với HQC ở đây tuần tới thì kỳ vọng là vùng 8.5. trong tuần cũ thì chúng ta có phân tích ở đây nhỉ, 7.5 rồi, và tuần này thì lại lên được 8.5 rồi, biết đâu được tuần sau lại lên được 9.5, 10.5 đó, thì chúng ta cứ xây từ từ như vậy. Và vùng 8.5 ổn định là cơ sở để chúng ta kỳ vọng nó chém lại vùng 9 cộng lần 2, và chém lại vùng 9 cộng lần 2 để chúng ta xác nhận một cái target ở đây là 10, đánh chạm 10. HSS sau chia cũng đánh tương đối là tươm. Nhìn về góc độ kỹ thuật của HSS ở đây là đẹp. Nó chạy về chạm 12 và phiên này thì nó đang trả lại cung ở 11.5. Hoàn toàn bình thường. Thậm chí sâu hơn có thể chấp luôn, em ấy trả về vùng 10.5 đến vùng 11 thì các anh chị chúng ta gom cho được giá thấp. Đối với góc độ kỹ thuật hiện tại đối với HSS ở vùng 9 là bác hạ, bác ấy đang giữ, neo giữ được sau chia, và nhìn về mặt ý đồ tạo lập lồng đánh giá rất rất ổn. Biết đâu được anh Hạ đưa cổ phiếu này lên tầm mới, tức là lên khoảng tầm 20 để thoát cổ phiếu penny. Và TCH thì cũng không có đánh, nhưng mà chỉ thích HSS thôi, bởi vì cái tính tạo lập của nó khá là ok. Ở VTV nhìn ở trên một cái góc độ dài hơi hơn một tí các anh chị nhá, thì hiện tại nó đang đây, nó đang đi như này. Như vậy là vùng 10.5 ở đây. Phiên này chạm kháng cự 10.5 đổ lại, không sao. Tuần vừa qua thì cũng đã khuyến nghị bắt VTV. Vùng 9.7 đến vùng 10 có thể quay trở lại chỉnh cung kỹ thuật ở đây để chúng ta có một kỳ vọng đánh vượt thoát 10.5 đến 11. Trong trường hợp nếu như VTV mà bứt được vùng 11 rồi á thì nó lại thành một câu chuyện hay đấy. Thì vì sao nó lại hay? Đây chúng ta sẽ nhìn lại đây một tí về mặt ý đồ tạo lập. VTV thì cũng đã tiếp cận đến từ vùng 6 đúng không anh chị nhỉ? Đó. Và hiện tại bây giờ là vùng 10 rồi. Thì câu chuyện về VTV đó là tiếp cận ở một góc độ trend dài, và khi mà nó mở được trend kỹ thuật ở vùng 10.5 ở đây, Hùng Lê chỉ nói như vậy thôi, thì cái câu chuyện lên vùng 12 rồi lên vùng 14, thậm chí là vùng 16 của VTV là nằm trong khả quan đó, trong một cái toan tính kỹ thuật của VTV. Tất nhiên những cái target đó thì chúng ta sẽ nói sau, nhưng hiện tại là chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ đánh ở trong những cái trend ngắn ở đó, trong những cái vùng hỗ trợ ngắn và vùng kháng cự ngắn để chúng ta có thể hiện thực hóa bớt lợi nhuận. TLD kháng cự 14 ở đây, kỳ vọng ở trong nhịp này thì TLD sẽ đánh vùng 14, hỗ trợ kỹ thuật ở đây vùng 12. TLD thì sẽ phải đi kèm với TNI, hai con này không thể tách rời được. Và TNI hiện tại thì đã bị chốt rồi. TNI cũng có một trận đánh về 14 và hiện tại chốt. Chốt xong thì TNI đang có những cái giao dịch giằng co ở đây vùng 8.5 và quan sát ở biên 7.7. ILA cũng đã có một cái nhịp phân tích tương đối là thành công, đạt đến target vùng 14 và nó đang chỉnh cung. Lưu ý nếu như bị chốt thủng vùng 11.5, chúng ta sẽ chốt hàng các anh chị nhá, không cầm lại. AMD đã đạt được target tuần 8.8. Tuần này nó quay lại vùng 8.8 nhưng nó không giữ cung được, thì tuần tới cái vùng 7.7 ở đây nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ kỹ thuật. Và chúng ta sẽ quan sát thêm để chúng ta đánh giá một cái trend hồi phục kỹ thuật của AMD ở đây. Nhìn về xu hướng thì vẫn đang khá là ok. FTM ở đây được. Nói chung là hơi tiếc cái cây nến của phiên ngày giao dịch của ngày thứ 5. Nếu phiên ngày thứ 5 nó đóng được trên 7.5 cộng và kết tuần ở trên 7.5 cộng thì là đẹp hơn. Nhưng nó cũng có nét rồi, các anh chị nhìn thế này nó cũng có nét rồi. Nó đè được vùng 7 cộng rồi thì cái target dự kiến có thể là vùng 8.
JVC lần thứ hai công lại vùng 10 đến vùng 10.5 ở đây, và hiện tại thì điểm hai điểm hai cây nến này thì nó đang cho thấy rằng là điểm công này nó bị thất bại. Phiên ngày thứ hai quan sát ở vùng 9.3. DST lực đánh hiện tại cực kỳ tốt. DST thì chúng ta đã tiếp cận ở trong tuần trước và tuần này thì nó đã đạt target vùng 12, và xu hướng của DST thì nó sẽ kéo về khoảng vùng 14 là khả quan. BVG có một tân binh mới được phân tích và được khuyến nghị chiến đấu ở trong giai đoạn này. Trong vừa qua chúng ta tiếp cận lại BVG, lực đánh đang tương đối là ok, và sau những cái điểm break 8 ở đây thì nó đang quay lại, nó test cung ở đây hoàn toàn ổn định. Bắc Việt thì nhìn rộng rộng xa xa hơn một tí, vừa gom vừa thăm dò, nhưng khả năng cao thì cái điểm để mà đạp lại dưới 7.5 thì xác suất khả năng là thấp, nó chỉ khoảng quanh cùng lắm thì nếu như đánh được đã đánh như thế này thì khả năng sẽ quanh 7.5 đến vùng 8, đó là những cái vùng mà Bắc Việt sẽ chỉnh cung để tiếp tục hành trình đánh ở bên này. Thêm một nhân tố mới nữa trong tuần vừa qua, đó là TTB hiện tại cũng đang tiếp cận lại ở những cái góc độ ở trên điểm break, thì TTB có thể có điểm trả ở quanh 11.5, sau đó là biên 10.5 đến biên 1, đây là những cái biên mà chúng ta có thể canh gom thêm. Còn trong trường hợp mà sọt sâu hơn ở vùng 9.5 thì cũng chưa tính toán đến cái kịch bản ở đây, nhưng mà ở trong hai điểm gom gần trên này thì chúng ta sẽ tính ở đây. Cùng với đó thì chúng ta có thêm mã cổ phiếu ABS. Về tính tạo lập của ABS thì trong nhóm của Cùng Lê thì cũng phân tích khá là kỹ. Hiện tại nó đã có một cái vùng 28.5, vùng 3X ở đây. Xu hướng break nhìn trên góc độ kỹ thuật ở vùng 27 nó sẽ là cái điểm tì bật cuối cùng để xác nhận rằng ABS sẽ đánh lên, và nó sẽ đánh chạm khoảng vùng 33, sau đó thì lên khoảng vùng 38. Ở trên góc độ kỹ thuật tuần thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây, ABS đã từng có một cái trend đánh có thể gọi là kinh điển, thì ở đoạn này nó cũng đang hình thành cái mầm mống của cái sự kinh điển đó. Và cái mầm mống đó thì nó bắt đầu có những cái tín hiệu rõ nét hơn, sắc quan hơn. Đó thì ở vùng 27 đây nó không gãy thì đấy là cái tín hiệu mà để khẳng định rằng là ABS sẽ tiếp tục hành trình. TSC cũng cùng với họ hàng với em này, thì TSC thì nó đang có một cái biên ở đây, biên 13.4 đến biên 14. Thì đối với TSC chúng ta có thể gom ở vùng này, cùng lắm thì nó có thể quay lại về vùng 12, tức là đối với TSC thì chúng ta gom từ từ thôi. Trong trường hợp như thế này thì tạm thời là cái gom từ từ đã, bởi vì lực cầu nó chưa đánh thốc. Còn trong trường hợp lực cầu đánh thốc có nghĩa là nó đánh vượt ở đây này, nó đánh thủng vùng 15 với một lực cầu khoảng tầm trên 10 triệu cổ phiếu, thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta cần phải gom full đủ hàng. Đó, còn lại là nó cứ đi đẹp khoảng tầm 1 triệu 2 triệu cổ phiếu như đây thì cứ túc tắc mà chúng ta gom từ từ. Ok các anh chị. Đấy. MBG đẹp chưa các anh chị? Đẹp chứ. Đó. Thì MBG vẫn dành chọn con tim, vẫn nói vui với mọi người là như vậy. Thì sau một nhịp đánh nháp, thứ nhất thì nó đã chạm vùng 16 và nó đạp, thì điểm 12.5 đến điểm 13 này phân tích khá là kỹ. Đó, điểm 12 nữa, thậm chí điểm 12 đây, những điểm 12 thì gần như không có. Điểm đây phân tích khá là kỹ. Tuần này ổn rồi. Biên 15.5 đến biên 16 như vậy là một cái biên mà MBG đang xây khá là tích cực ở đây. Tuần tới thì kỳ vọng MBG sẽ kéo vượt thoát vùng 18, sau đó test lại 17.5, ổn định không gãy thì nó sẽ kéo lên vùng 2X. DL1 trên góc độ tiếp cận nến dài. Đó, nến dài. Trong tuần trước thì DL1 đã đánh vượt thoát vùng 14 và nó đang có những cái điểm test lại 14 ở đây này. Đó, các anh chị cứ bình tĩnh, nó test ngay mà. Không có em nào là không test cả. Gần như là như vậy, xác suất cao là nó quay lại đây. Thì sang tuần tới thì cái biên 14 đến khoảng biên 14.5 ở đây, nó test cung cầu ổn định thì các anh chị có thể canh gom thêm. Lực cầu quay trở lại khoảng tầm trên 4 đến 5 triệu cổ phiếu bắt lại. Đó, thì đó là thời điểm mà có thể gom thêm DL1. Em fit khá là cơ duyên, nói chung là cơ duyên em này thì đánh nhát nào ăn nhát đấy, nhát cũ này đó, phân tích ở vùng 12.7, sau đó vùng 13, 12.7, 13, 13.2, lên đến vùng 16 cộng thì chốt hạ, nhịp này cũng đang lình khừng ở đây, long thong long ở đây rồi, nhưng mà lên đến vùng 15, khả năng tuần tới nó sẽ có một cái nhịp hồi đấy, nhịp hồi lại đây. Mà không công lại được á thì chốt thôi.
rồi về thấp thấp ở dưới này lại gom. DH cũng là một mã khá là hay, nhận diện thấy những cái tín hiệu khá là tích cực, nhưng tuy nhiên điểm mua thì nó không còn nữa, nó long lên này rồi thì vùng 13.5 đến vùng 14 ở đây chúng ta sẽ canh chốt. À, rồi ok các anh chị, như vậy là tuần này thì cũng đã view khá là tương đối đầy đủ rồi. À, còn tất cả những cái mã cổ phiếu nào các anh chị em mà chúng ta còn quan tâm mà chưa được phân tích thì các anh chị có thể comment ở bên dưới các bản tin tuần, bên dưới các bản tin tuần thì ông Lê sẽ dành thời gian để trả lời tất cả những cái câu hỏi của anh chị ở trong ở những cái góc độ tối ưu nhất và tốt nhất. Rồi, phần cuối cùng thì chúng ta sẽ đi view lại thị trường trong tuần vừa qua cũng như có một vài phân tích đánh giá về xu hướng thị trường trong tuần mới. Thì chúng ta thấy rằng là tuần giao dịch vừa qua đây là cái điểm mà chúng ta sẽ nhìn về VN30, sẽ nhìn về VN30 và phá sinh trước các anh chị nhé. Thì trong tuần vừa qua là một tuần giao dịch tương đối là biến động đúng không anh chị, tương đối biến động. Thì trong bản tin tuần thì Lê có phân tích đánh giá cho các anh chị, thứ nhất là về mặt điểm hỗ trợ kỹ thuật chúng ta lấy biên 1507 đến biên 1510 đúng không, 1507 đến biên 1510, đây chính là cái biên hỗ trợ của phái sinh của VN30. Sâu hơn đó là chúng ta tính ở biên 1500 điểm, 1500 điểm đối với VN30. Cùng với thời điểm đó thì có phân tích cái điểm về mặt hỗ trợ kỹ thuật của index ở đây. Index ở đây thì chúng ta lấy biên 1473, 1473, 1473 đến 1475, sâu hơn là vùng 1468. 1468 đến vùng 1000 ở 1470 đối với chỉ số hỗ trợ của index. Đó thì chúng ta sẽ nói đến khúc này trước. Tất nhiên đây là một cái khúc mà index của chúng ta bị vi phạm về mặt tín hiệu kỹ thuật. Còn đối với chỉ số phái sinh thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây đúng không ạ? Chúng ta lấy ở vùng 1507 đến vùng 1510, đó là vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật đầu tiên. Sau đó thì sẽ đến biên 1507, 1507. À, biên biên 1500 điểm, 1500 điểm đối với chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh. Và một cái biên kháng cự rất là quan trọng thì trong tuần thì chúng ta có đánh giá ở thời điểm đó là biên ở ngày 23 giờ 15 phút ngày 21 tháng 12. Thì sau một cái sự phục hồi khá là tốt thì ông Lê đánh giá về cái điểm kháng cự ngắn của thị trường đó là index sẽ chạm lại về vùng 1486 điểm, sẽ dự kiến là thị trường sẽ rung lắc. Và cùng với thời điểm đó thì chúng ta đánh giá vùng kháng cự của VN30 và phái sinh chạm vùng 1518 đến vùng 1520. Đây là vùng mà dự báo thị trường sẽ có những điểm chỉnh cung. Thì trên góc độ kỹ thuật trong phiên giao dịch của ngày 21 các anh chị có nhìn thấy đây, VN30 của chúng ta đây, ở vùng 1518 ở bên này, trước đây nó là hỗ trợ thì bây giờ nó đã chuyển sang cái gì? Chuyển sang vùng đỏ đây rồi. Đó, vùng đỏ. Và trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba thì chỉ số VN của 30 của chúng ta đi tương đối tốt ở trên vùng 1507 điểm ở đây. Gặp hỗ trợ này thì chỉ số này đều bật. Và gặp cái kháng cự ở đây, đó là vùng 1520 đến vùng 1518 ở đây các anh chị, thì chỉ số này đều bị sọt lại đây. Và chúng ta nhìn sang chỉ số phái sinh thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy, ở vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây là vùng 1507 đến 1510. Vùng kháng cự của nó đây, đó các anh chị có thể nhìn thấy đây, trong cái biên hộp hình hộp đây là 1518 đến 1520. Như vậy thì trong tuần giao dịch vừa qua thì chúng ta thấy nhìn thấy rằng đó là vùng 1518 đến vùng 1520 chính là vùng kháng cự kỹ thuật tuần của chỉ số VN và chỉ số phái sinh. Đối với chỉ số index thì tại cái thời điểm đó thì Lê tiếp tục đánh giá ở cái vùng kháng cự 1486 điểm. Khi đó index tiệm cận về cái vùng kháng cự này thì đấy là cái vùng mà chúng ta đáng lưu tâm. Đó, và khi mà index chạm về vùng này thì các anh chị có thể nhìn thấy một cái lực short ở đây. Và lực short đó thì nó đã đến phiên giao dịch của ngày 23 thì chính thức là chạm lại cái ngưỡng phân tích sâu nhất, đó là vùng 1468 điểm. Và vùng 1468 điểm này chính thức bị đánh mất, chính thức bị đánh mất. Và sau khi đánh mất ở vùng 1468 này thì chúng ta lại tiếp tục phải dò tìm lại cái vùng giá hỗ trợ mục tiêu của index chúng ta ở đây. Đó là biên 1445 điểm đến biên 1450 điểm đối với chỉ số index.
Trên góc độ kỹ thuật thì Hùng có đánh giá chỉ số phái sinh và chỉ số VN30 ở vùng 1480. Đây Hùng sẽ tìm lại cái từ khóa 1480. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, tại thời điểm lúc đó cũng khoảng tầm 10 10 13 giờ 15 phút. 13 giờ 15 phút. Thì lúc đó là Hùng phân tích gần như trong phiên ngày hôm qua, những cái phiên mà khi đó bị rơi thì đã phân tích rất là kỹ, và tại thời điểm đó thì có đánh giá một cái lưu tâm đối với ý đồ tạo lập, tức là đang dội trụ, đạp trụ banh và chứng khoán để đạp thị trường chung, còn các nhóm ngành khác cơ bản vẫn giữ được trạng thái khá cân bằng, khá là tốt. Nên đây là cơ sở then chốt để tạo lập có thể đảo long. Và ở vùng hiện tại thì cũng phân tích đối với phái sinh và VN30 ở vùng 1480, và biên sâu hơn đó là vùng 1470. Như vậy ở đây sẽ là vùng 1465, viết bị nhầm. Đó, sẽ là cái vùng mà dự kiến mà VN30 và phái sinh có thể đảo long thêm ở vùng này, đúng không? Và đối với chỉ số index ở đây thì tại thời điểm đó thì cũng có phân tích cái biên gọi là cái cửa khá hẹp ở vùng 1445 đến 1450, thì đấy cũng là một cái cơ sở để kỳ vọng là thị trường có thể quay trở lại đảo long. Thì đấy là một cái yếu tố kỹ thuật khá là quan trọng ở trong thị trường trong tuần vừa qua, đó là những cái nhân tố mà để giúp cho anh chị em nhà đầu tư của chúng ta có thể ổn định lại tâm lý ở vùng 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 này. Đó, ở lại ở vùng này, tức là ở cái vùng 1470 1480. Đó, đấy là chính là những cái vùng biên. Hùng nhìn thấy rằng là phái sinh và VN30 đang đang ở những cái vùng này, thì cái cơ hội để mà thị trường đảo long ở vùng này rất là tốt. Và các anh chị có thể nhìn thấy đây. Phiên giao dịch ngày hôm nay sau một cái nhịp test trả lại, lấp lại gap ở đầu phiên, thì thị trường đã có một cái nến long rất là đẹp. Và sau một cái điểm long đẹp như này thì thị trường chúng ta sẽ đang định vị ở đâu? Thì các anh chị em của chúng ta sẽ chú ý đến rằng, tức là điểm kéo long này thì vô hình dung đã đưa VN30. Đây, chúng ta kéo cái này. Đó, đã đưa VN30 về lại vùng 1507 đến vùng 1510. Đấy, thì vùng này ngày xưa là hỗ trợ, bên này là hỗ trợ, thì bây giờ nó lại thành kháng cự đây. Và đây sẽ là những cái vùng kháng cự mà thị trường sẽ rung lắc. Thêm một cái ý đồ nữa là trong phiên ngày hôm nay thì phần đa là tạo lập chủ đạo là kéo kéo banh về chứng khoán lên. Vậy thì cái điểm kéo đó nó không bền và nó sẽ trả cung. Đó, vậy thì tuần tới thì chúng ta lại phải ở một cái hành trình quay lại của VN30. Đó, chắc chắn là nó sẽ trả nó thôi. Đó, thì điểm trả thứ nhất đó là khoảng ở quanh vùng 1500 điểm, và nếu điểm trả sâu hơn thì chúng ta sẽ phải tính toán ở vùng 1490. Đó, đối với chỉ số phái sinh và chỉ số VN30 sang tuần tới chúng ta sẽ quan sát ở quan tâm đến hai ngưỡng này. Sẽ là hai những cái ngưỡng mà index nó VN30 phái sinh sẽ trả cung. Còn đối với chỉ số VN Index thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Lực kéo rất là dốc như thế này thì nó đã đưa cái chỉ số này đi về lại cái vùng 1480, ở đây là vùng kháng cự. Vậy thì khi đi lại về vùng 1480 là kháng cự, vậy thì chúng ta lại bắt đầu tính toán lại. Đó, chúng ta lại kéo cái này, tức là vùng 1473 ở đây các anh chị. 1473 đến 1475, nhưng cái biên này thì khả năng cao là sẽ khó giữ, và sẽ tính toán ở một cái góc độ kỹ thuật nó sâu hơn. Nó sâu hơn đó là index có thể sẽ quay lại biên 1463, 1463 đến khoảng vùng 1465, 1465. Đây sẽ là những cái biên kỹ thuật mà dự kiến thị trường sẽ quay lại test cung. Và trên cái con đường test cung đó thì chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta đánh giá tạo lập ở vùng 1470, và sau đó thì index sẽ có ở khoảng vùng 1463 đến 1465. Đấy là những cái điểm test trả lại cung dự báo ở trong cái tuần giao dịch mới ở đầu tuần. Đó. Rồi, và với quan điểm kỹ thuật của ông Lê đó là thị trường của chúng ta thì luôn luôn biến động, luôn luôn biến động các anh chị, và chúng ta cần phải có thêm những cái thông tin, chúng ta cần có thêm những cái thông tin rất là bổ ích, rất là quan trọng trong những phiên giao dịch trực tuyến. Để làm gì? Để chúng ta hình dung ra được một cái xu hướng tổng quan của thị trường đang ở những cái ngưỡng hỗ trợ nào, ngưỡng kháng cự nào, và chúng ta cần phải có những cái hành động gì, thì tất cả những cái phân tích đó sẽ được ở Hùng Lê truyền tải trực tuyến ở trên team công tác NO02. Cùng với đó thì sẽ có một cái nhóm để hỏi đáp cổ phiếu. Các anh chị có thể hỏi đặt ra bất kể một câu hỏi nào liên quan đến các mã cổ phiếu trong phiên giao dịch trực tuyến. Đó thì cũng sẽ có cung cấp ngay cho các anh chị những góc nhìn của cá nhân Hùng Lê. Trên cơ sở đó thì mọi người sẽ tham khảo và mọi người thấy chắt lọc lấy những cái ý mà đúng, ý phù hợp với mình thì đưa vào quyết định đầu tư.
Rồi, bản tin tuần này thì nó tương đối là dài vì Hùng đã có phân tích thêm một số các nhóm ngành khác. Chính vì vậy nên là nó dài hơn so với thường lệ, thì các anh chị có thể dành thời gian thêm để xem thêm, để chúng ta có những cái góc nhìn nó tốt hơn, tối ưu hơn cho tuần giao dịch mới và tuần giao dịch cuối cùng của năm 2022. Kính chúc anh chị em nhà đầu tư có một cái tuần gọi là chốt sổ thành công mỹ mãn, để làm sao đó chúng ta có một cái tiền đề của năm 2022 thành công hơn, tốt đẹp hơn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo.